Bài xin mời Thúy Nga. Dạ, em rất là biết ơn thầy gọi tên em. Em chào thầy và em chào cả nhà. Em xin phép thầy chút giờ giải lao á, cho em hát cái bài Nhân Tốt. Dạ. Ok, mời Dạ. em. Dạ, em xin thầy mời các lý chia sẻ. Tới giờ giải lao em xin phép hát. Dạ, rất là biết ơn thầy. Dạ. Dạ em tắt mic nha thầy. Dạ. Yeah. Hello con gái. Con chào thầy. Chào, muốn phát biểu gì đây? Dạ là ba con học biết đó là con thấy ba con trưởng thành nhiều hơn. Gì đó hả? Ba con trưởng thành nhiều hơn hả? Trưởng Dạ thành bằng con chưa? trưởng thành của con chưa? Đại hỏi trưởng thành của con chưa? chưa còn ít trưởng thành hơn ba. Con trưởng thành hơn ba nữa hả? Dạ không, con chưa trưởng thành bằng ba. Chưa trưởng thành bằng ba luôn. Dạ Ừ. Rồi sao không ngày học ké ba hay sao? con học kế ba. Rồi cảm nhận sao về lớp học đâu? Bài học tâm đắc ngộ ra cho thầy nghe một cái cho cuộc đời thầy ấm áp ơi. Dạ thì đó là ba con đó là từ xưa tới giờ là ba con có đụng cái gì mà không có vô ý ba con là ba con quấn. Xong rồi là từ khi mà ba con học viết đó là ba con nó con thấy là con đụng cái gì mà sai trái là ba có giải thích cho con. À, có giải thích. Ngày xưa thì nóng tính chút, bây giờ là giải thích cho con gái nghe hiểu đạo lý. Rồi. Tiếp. Còn gì nữa không? Dạ khi mà gần gần đây thì con học vẽ thầy là có nhiều chỗ con không có biết, nhiều chỗ con hay thất vọng, con không có làm nữa thì ba con giải thích cho con. Rồi con kiên nhẫn làm tới, dạ cuối cùng đạt kết quả tốt. dạ Hay quá ta, con cũng trưởng thành hơn ba rồi đó. Vậy là trưởng thành hơn ba. Ừ, trời, con đâu có nóng tính lên tới dữ như ba đâu, mới hơi hơi bực bội là đã xong rồi, đã xử lý được nội tâm rồi. Ừ, vậy là trưởng thành rồi. Sao nữa, có gì nữa không? Đi vô lớp học rồi thấy mọi người xung quanh, bạn bè, rồi cuộc đời này đâu thấy sao vậy? Con thấy cuộc đời này rất là thích. Thích hả? Đọc sách gì của thầy? Dạ. Tới nào con cũng đọc sách để làm chủ cuộc đời của thầy hết đó thầy. Ồ, dữ gì đó hả? Hạnh phúc đủ làm chủ cuộc đời hả? Trời ơi, hay quá trời. Nhớ câu chuyện gì trong đó không? Kể nghe ai? Có nhớ câu chuyện con voi với con cái bông hoa nhỏ không? Con nhớ vài cây điều Bao kể cho thầy nghe cây điều ước cái. ước. Dạ là có cái anh kia ảnh đi tìm cây điều ước. Là ảnh nghỉ chân ở dưới một cái gốc cây, nhưng mà Dạ. không biết đó là cây đó là cây điều ước. Vậy xong rồi ảnh ngủ một lát, xong rồi ảnh dậy, ảnh ước gì có đồ ăn ngon. Vậy xong rồi ảnh ước tất cả món đồ ăn ngon mà ảnh hết. Vậy xong mà ngay trước mặt ảnh có một bàn đồ ăn ngon. Xong rồi ảnh nghĩ là quả chứ sao, là mình ước cái gì là nó ra cái đó. Vậy xong rồi là do ảnh đói bụng quá cho nên là ảnh ăn liền luôn. Xong rồi ảnh ước nhiều nhiều thức uống ngon. Xong rồi là cũng cởi ra những cái nước loại ngon. Xong rồi ngay trước mặt ảnh hiện ra, xong rồi ảnh uống tất cả các loại nước đó. Xong rồi là ảnh nghĩ là chắc có là ở đây là có một đàn quái vật,
cho mình ăn uống no say rồi giúp mình để làm thịt. Vậy xong rồi là ngay trước mặt ảnh có một đàn quái vật ăn thịt ảnh luôn. Rồi sao? Hết. Dạ, từ câu chuyện đó con rút ra bài học đó là mình nghĩ cái gì thì nó sẽ ra cái đó. Nên mình nghĩ những điều tốt đẹp. Dạ. Hay quá. Nhớ được câu chuyện đó. Dạ. Nhớ nhiều lắm mà, nhiều câu chuyện trong đó lắm, nhớ hết luôn không? Ừ, sao con nhớ có mỗi mình cái câu chuyện Có công đó, có cái câu chuyện con voi với con voi với bông hoa đó, con voi con với bông hoa, con có nhớ không? Thầy kể cho hả? con nghe. Dạ. Có một chú voi con nhìn thấy một cái bông hoa nhỏ nên chú nói là: "Hoa ơi, mình cảm ơn bạn, mình biết ơn bạn rất nhiều." Con Có nghe tới đâu rồi? Thầy kể hết rồi đó, nhưng mà con nghe tới đâu thôi, tại vì thầy không biết thầy đã mất mạng. con nghe chắc cái tới cái đoạn đó là con voi Nhìn nó thấy biết bông hoa ơn. nó nói biết ơn bông hoa, biết ơn vì sự hiện diện của bạn thôi, bởi vì bạn hiện diện tại nơi đây là cho cái con voi nó ngắm nhìn á, thì nên nó biết ơn, nên không có bông hoa không cần làm bất kỳ điều gì cho con voi hết á, thì con voi cũng rất là biết ơn, nên là sự hiện diện của con ở đây thầy rất là biết ơn thôi. Hiểu ý Dạ, thầy không? con cũng biết ơn thầy. Dạ. Nên từ đó con voi với bông hoa là bạn với nhau, chơi thân với nhau. Tại vì chỉ cần có sự hiện diện của nhau thôi là đã biết ơn nhau rồi, chứ không nhất thiết làm điều gì. Được không? Dạ được thầy. Tại vì thì trong gia đình chỉ cần sự hiện diện của ba, của mẹ, của anh em thôi, chị em của con thôi là đã biết ơn lẫn nhau rồi, chứ không nhất thiết phải làm điều gì cho nhau thì mới biết ơn. Dạ. Biết ơn con gái vì có sự hiện diện tại đây. Dạ con biết ơn thầy. Con biết ơn cả lớp. Cả lớp nghe con kể. Bye bye. Bye bye con gái. Bye bye thầy. Dạ. Con tắt mic ha. Dạ con tắt. Tắt mic hạ bài giúp thầy. Mời về chị Vân nha. Dạ, em chào thầy, em chào cả lớp. Dạ, em biết ơn thầy đã gọi em. Dạ, em biết ơn nhân mạch bạn Hà Thị Giang đã kết nối em đến với Vít. Hôm nay em muốn chia sẻ với hiện thực của em. Vì hôm qua em nhận được cái hiện thực của một bạn. Bạn chia sẻ về cái bạn chạy, bạn đưa cái trạng thái nghỉ ngơi và vận động á thầy. Thế là từ trước giờ thì em chỉ chạy ngắn thôi. Thì hôm nay thì em nhận hiện thực của bạn đấy, em mạnh dạn em chạy và em đặt mục tiêu của em là chạy trước là 3 km. Thế là em chạy, lúc đầu thì má chân của em nó rất là mỏi, nó bị bó cơ luôn. Rồi sau thì em cứ thả lỏng và cuối cùng cũng hoàn thành 3 km. Đó là cái niềm vui thứ nhất của em. Còn thứ hai ấy, là trước đây em có một cái nghi vấn. Nói chung là em mong muốn em học tập để khai mở trí tuệ. Và thế là hôm bữa thầy chia sẻ, em không nhớ là buổi nào, thầy nói là mình phải có công đức thì mình mới khai mở được trí tuệ. Và thứ hai nữa, đối với em có một cái vấn nạn, đó là em không tan được cái hình ảnh về người thương của em ấy. Không tan được hình ảnh nó không tốt về người thương của em. Thế là em cũng đặt nghi vấn là em mong muốn mình nói chung là có mối quan hệ nó hòa hợp để giúp cho người thương của mình chuyển hóa tốt hơn. Nhưng mà em làm nói chung là giống như thầy nói là mình không có công đức á, mình cố gắng mà cũng được. Thế là một hôm đó, có nghĩa là sau khi thầy nói về
cái từ khóa là công thức. Thì trong một đêm ấy, tự dưng em bật dậy, em bật dậy thì em suy nghĩ về, em suy nghĩ về những gì mà em đã nghi vấn ấy, rồi em nảy ra một ý về công đức, xin lỗi thầy, là về công đức á, thì em cũng có chia sẻ để em nói chung em mong muốn tan hình cũng như là cái mở trí tuệ. Thì trước đây thì em học về quýt thì em học chưa thấu suốt cho nên là em không dám chia sẻ, và nói chung là khi mà em nhận được từ khóa từ thầy, em mạnh dạn em làm những video ngắn để em chia sẻ trên kênh TikTok này, trên kênh Facebook này. Thế mà em làm khoảng 4 năm cái video á, thì em có một sự chuyển hóa trong em. Tự dưng đêm nằm thì em bật dậy, bật dậy thì em suy nghĩ, em nói chung là những cái hình ảnh về người thương của em ấy dường như nó gần tan đi, và em có một hình ảnh đẹp hơn, và sau này thì nó ổn định hơn, vậy về hình ảnh đó nó đẹp hơn. Đấy là em nói chung hiện tại thì em thấy là cái từ khóa mà thầy thầy nói về công đức ấy, em rất là biết ơn thầy luôn, tại vì nhờ những cái chia sẻ của em không biết là có ai nhận được hay không, mà bản thân em thì em càng học thì em thấy nó càng thấu suốt hơn, chẳng hạn như là những kiến thức trước đây ấy, về tam giác kiện thực, thật ra là em chưa thấu suốt là thầy, em chỉ là nghe nghe vậy thôi, em biết vậy thôi, em chưa chưa thật sự chuyển hóa, em chưa thật sự thấu thấu suốt, nhưng hôm qua nghe thì em thấy là thấu suốt hơn, cho nên là em thấy rất là biết ơn tri thức và biết ơn thầy. Dạ em xin dừng chia sẻ ở đây và cảm ơn thầy, cảm ơn cả lớp đã lắng nghe, nói chung là em hơi xúc động lắm thầy. Biết ơn chị tên Lan hay tên Vân? Dạ em tên Vân, họ Rơ Lan thầy ạ. Họ Gơ Lan tên Vân. Dạ. Gơ Lan là một họ. Dạ. Là họ. Hôm trước chị nói dân tộc gì em quên. Dạ em là người Gia Rai, em sống ở Gia Lai. Dạ. Nhớ nhớ quên. Biết ơn chị. Nay sao đẹp gái lên quá trời vậy. Dạ em biết rồi. Dạ em vui, thầy vui thì tự dưng em Bài cảm học cái thấy thấy hiểu hả, thấy thấu suốt nhiều cái hả. dạ học thấy hiểu hơn và em học tỉnh táo hơn. Hồi trước thơ khóa 21 em học thật sự là cái năng lượng của em nó chưa ổn định, em học mà em không có trụ được thầy, em chỉ em nằm rồi em ngủ lúc nào cũng hay và em học không trọn vẹn và em chỉ có nghe ghi âm thôi, cho nên là cái đến cái khóa 26 thì em mới đặt ý là em học trọn vẹn và học để thấu suốt luôn. Thì em thấy trong những ngày ngày qua thì em học cũng trọn vẹn của và cũng nhận được tri thức thầy Học ngon hơn à. ạ. Học ngon hơn và cũng mạnh dạn chia sẻ thầy. Chúc mừng chị. Dạ em biết ơn thầy. Thiên Vũ hả? Thiên Vũ thấy không mở cam nên gọi không được. Xin mời Thiên Vũ. Dạ, trân trọng biết ơn thầy ạ, trân trọng biết ơn cả nhà. Cũng trân trọng biết ơn nhân mạch của em là anh An Tường Minh, và đã giúp cho em được tới quýt. Thì lần trước em cũng may mắn là đã được chia sẻ một lần trong khóa K25 với thầy. Thì cũng rất may mắn là em đã đỗ được mentor năm rồi thầy ạ. Thì cái đấy là trân trọng biết, cái cũng may mắn thầy vì nói là nếu mà không đỗ mà không học tử tế thì sẽ không phải xứng đáng với cái niềm tin mà mọi người đặt ra cho mình ạ. Thì Ai tin chị vậy? dạ Ai tin chị? Ai đang đặt tin đó chị? lần trước thì em có chia sẻ câu chuyện là em rất là may mắn là không học cái bài niềm tin của thầy ấy, thì rất là may mắn là em có một người cô quen biết sơ sơ thôi là khách hàng ở bên bảo hiểm của em, cho em 1,2 tỷ đấy để có thể trả cái tiền nhà và cứ tập trung để có thể học quýt. Và ngay ngay đó thì em chia sẻ thì hiện tại là cô cũng đang ôn thi vào mentor K05 ạ.
À, Ừ. thì cô phải nói là em cũng rất là ngưỡng mộ cô về cái sức học tập đấy ạ. Bởi vì từ khi mà em chia sẻ cho cô thì nó mới một khoảng thời gian rất là ngắn, thì cô cũng đã hoàn thành các lớp học và đồng thời cũng đã đang đang chờ cô Quế Minh để phỏng vấn ạ. Thì em may mắn là Giờ nghỉ thầy phỏng vấn hay gì vậy? hiện tại đang nghỉ rồi ạ thầy, bởi vì em Ừ. thấy vẫn vẫn đang có link ấy, thì em cô nói là cô hoàn thành cái link từ trong Tết, thì không biết Giờ là nghỉ có. phỏng vấn hay sao hay gì vậy? Dạ thế à. Ừ. Ừ, thế thì không không biết là làm khách hàng nhỉ. Tại vì Đâu cô thì làm thế nào đâu, mentor sao học? học mentor sau ạ. Dạ vâng, Yeah. thế thì Bên tư em sáu vâng, thế thì em cũng sẽ báo với cô cũng học trong cái buổi giờ lớp ngày hôm nay đấy ạ, thì sẽ nói lại với cô về cái việc đấy. Còn em cũng thấy là may mắn là em được học từ qua 2 3 cái khóa nội tâm của mấy thầy, thì mỗi một ngày em thấy một cái sự khác biệt và sự trưởng thành lắm ạ. Trong cái khóa này thì em thấy như hôm vừa rồi thầy có chia sẻ cái theo hướng dọc và hướng ngang ấy, thì cái lộ trình mà em nhìn thấy việc đủ ở với cái một cái chân dung của mentor ấy, nó hiển lộ hơn, và nó là một trong những cái hiện tại như đối với em nó đang là một cái ước mơ mà em muốn mọi người giữ hình cho em có thể tốt nghiệp đơn giản để tốt nghiệp mentor năm ạ. Dạ cảm ơn thầy và cảm ơn cả nhà. Biết ơn chị Thủy. À, khi mà em được em rất là biết ơn nhân mặt của em là bạn Cẩm Nhung. Khi mà em gặp cái vấn nạn về trong cuộc sống hôn nhân của em đó, thì cũng may mắn là bạn Nhung đã giúp em biết đến quýt. Thì sau khi em học được cái khóa K22 á, thì em đã giúp bản thân em cũng như giúp các con em nó vượt qua được cái vấn nạn trong cuộc sống rất là vững vàng hơn đó thầy, nên là em tâm huyết muốn là học đăng ký học mentor năm để có thể học được những cái kiến thức của mentor năm để có thể giúp cho hỗ trợ cho những người mà bạn bè của em á, em có thể giúp cho các bạn đó vượt qua những cái vấn nạn cũng giống như em. Tại vì trong cuộc sống của em đó thì cũng hay nghe các bạn chia sẻ tâm sự, thì các bạn cũng gặp nhiều cái vấn nạn trong cuộc sống. Thì khi mà em biết đến quýt thì em thật sự luôn em cảm thấy gia đình em, bạn bè, gia đình em, mẹ con em đó, rất là may mắn biết đến quýt để mình có thể giúp bản thân mình cũng như giúp con của mình đó, vượt qua được cái vấn nạn này một cách rất là ngoạn mục luôn đó thầy. Anh đang nghe chị đó, chị cứ nói chuyện tiếp đi. Rồi. Giống như bây giờ như cuộc sống hôn nhân của em nó không có được may mắn hết. Thì khi mà em học quýt thì em biết được là lý do tại sao mình đổ vỡ trong hôn nhân, thì em cũng đã khắc phục ngay từ lúc mà em học luôn đó thầy. Như là em biết là bản thân mình không nên oán trách, và em cũng nghĩ rằng là cũng rất là quay lại cũng nghĩ đến đến với người chồng của mình á, là cũng gặp được không không may mắn như em để mà gặp được quýt, là có những cái kiến thức những cái tri thức để mà giúp cho bản thân mình biết được là mình tại sao mình bị đổ vỡ trong cái hôn nhân, cũng như là các con em á, như thường thường á, là nếu như mà em không có những cái tri thức quý này thì em sẽ không biết là nói chuyện với con, giúp con có cái nhìn tốt hơn và vững vàng hơn khi mà gặp cái sóng gió trong cái cuộc sống như thế này á. Thì em rất là biết ơn thầy, biết ơn nhân mạch và biết ơn những cái tri thức của thầy đã truyền dạy, mà em thật sự luôn cảm nhận rất là may mắn ạ. Em rất là biết ơn thầy, biết ơn cả nhà đã chứa đựng em, và em rất là mong muốn học mentor năm, nhưng mà em lại bị dụng mất rồi, em không đăng ký được. Thì mentor 7 học.
Ừ. Nó lâu em rất là mong muốn, em rất là thích luôn á thầy, rất là mong muốn luôn. Thôi, hẹn dịp dịp khác nha. Dạ, em biết ơn thầy ạ. Chứ cần chị. Cả nhà. Mạng bên chị nó hơi khè 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 khè, nói chuyện nó chưa trọn vẹn tí. Xin mời chị Hường. Dạ vâng ạ, em xin chào thầy ạ, và em xin chào tất cả các cô bác anh chị ở trên Zoom. Lời đầu tiên cho phép em được trân trọng biết ơn, gửi lời trân trọng biết ơn tới thầy, tới các thầy cô và tất cả anh chị em ở trong Zoom. Và em cho em gửi lời trân trọng biết ơn tới nhân mạch của em là Phạm Hương, đang ở Mentor K05. Em thực sự là em cũng báo cáo với thầy là em nghe một cái khóa 23. Thế và sau đó thì em học trọn vẹn khóa 24. Trong khóa 24 em cũng đã giơ tay, nhưng chắc em ở phòng Zoom ngoài cho nên không được thầy gọi. Đến khóa 25 thì do bối cảnh em học nó không được trọn vẹn như là khóa 24, nhưng mà cũng giơ tay nhưng cũng không được phát biểu. Thế và đến hôm nay thì em rất là vui khi là được thầy để được nói chuyện trực tiếp với thầy qua Zoom. Thế và em cũng kể lại cái chia sẻ lại cái quá trình mà những cái thứ em đón nhận được khi em nghe ghi âm và khi em học trong môi trường này. Lúc trước ấy, em được Phạm Hương chia sẻ cho em thì có một điều em rất là sợ. Em sợ bởi vì lúc bây giờ là em thấy Phạm Hương cũng có những cái nói là bảo là có những khóa tu ở chùa đấy. Thế thì bản thân em cứ sợ rằng thì là những cái mê tín dị đoan ấy thầy. Thế thì em sợ như vậy, nhưng khi em nghe thì em thấy à, cái này nói về khoa học không phải về mê tín dị đoan. Thế là em nghe, thì cứ mỗi lần mà buổi sáng cũng kỷ luật bản thân, buổi sáng em dậy em nghe thì em lại đón nhận được là cái môi trường này là cái môi trường mà năng lượng rất là tốt. Khi mình nghe thôi thì mình đã thấy là mình con người mình nó được đón nhận cái năng lượng ấy và người mình nó sảng khoái và nó đầu óc nó nhẹ nhàng cả ngày ấy. Thế thì hôm sau mình lại dậy mình nghe cứ như vậy. Thế và đến K24 thì em học vậy thì khi mà học như thế thì học xong thì em cũng có chia sẻ với các mentor K04. Em nói là bản thân cô đến bây giờ ấy mà nếu mà bảo cô là sâu chuỗi lại thì cô không sâu chuỗi được. Làm sao cô không sâu chuỗi được, cô không nhớ được trình tự gì cả. Thế nhưng mà cô chỉ cảm nhận được rằng là vào đây ấy, cô thấy có một cái điều là khi mà tâm thái của mình nó an vui thì cái tần số rung động năng lượng ấy nó tần số rung động năng lượng để mà nó cân bằng hướng dương ấy thì rồi là mọi điều tốt đẹp nó đến với mình. Hai nữa là về cái nguyên lý về ánh sáng ấy, mình biết cách nói ấy, đưa ánh sáng vào để bóng tối sẽ tan biến, sẽ lùi đi. Thế và cái thứ ba nữa là nói theo cái thuận chiều mong muốn. Mà từ trước tới nay em có 34 năm dạy học thật nhưng mà cũng chưa biết cách để nói như thế. Thế thì bây giờ là mình biết vận dụng nó vào trong cuộc sống, biết vận dụng nó vào trong công việc. Đó, thì là để dần dần là bóng tối nó sẽ tan dần. Thế và tối hôm qua ấy, thì em rất là tâm đắc cái bài mà thầy dạy về cái tổng nghiệp ấy và cái tàng thức ấy, cái tiềm thức ấy, vườn tiềm thức ấy. Đó thì thực sự ra thì nghe cũng em nghe cũng là nhiều lần, thế nhưng mà mỗi lần nghe thì lại thấy mình ngộ thêm, mỗi lần nghe thì lại thấy mình hiểu thêm. Thế thì rồi khi mình ngộ mình hiểu rồi thì bắt đầu là mình sẽ ứng dụng vào trong cái cuộc sống của mình, trong công việc của mình, thì rồi là cuộc sống của mình nó sẽ nhẹ nhàng, con người lúc nào nó cũng an vui hạnh phúc. Và một cái điều mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc ấy, tức là khi mà mình vận dụng vào trong cái cuộc sống trong gia đình nhà mình, rồi là đối với anh em bạn bè mà mình biết vận dụng như thế thì tất cả cái mối quan hệ nó đều là tốt đẹp ấy. Nó tốt đẹp và từ những cái mà mình cảm thấy trước đây nó là có thể nó là cái vấn nạn nhưng bây giờ thì thấy nó nhẹ nhàng lắm thầy ạ. Đó thì đấy là cái điều mà em vô cùng là hạnh phúc và cũng vô cùng là biết ơn đến đến các quý thầy cô.
Và hôm nay em đầu xuân năm mới em được thầy gọi lên, em vô cùng là phấn khởi. Và bây giờ em thấy là sáng sáng mình dậy tập cái thay gân đổi cốt cùng với thầy ấy, cùng với các quý thầy cô rồi cùng với cả nhà, mình thấy như thế là đấy là một cái môi trường tốt, mà một cái cơ hội mà hiếm có trong cái cuộc đời này để cho mình thay đổi cái sức khỏe của mình, thay đổi những cái nhận thức của mình về cái nội tâm, và chắc chắn là cái cuộc sống của mình sẽ được an vui. Em rất là cảm ơn thầy ạ. Em xin được ngừng lời ạ. Biết ơn chị. Chị Thầy tắt ạ, biết đi cho nha. em, dạ cho Tắt em được, chị. dạ trước đây thì em cũng báo cáo với thầy là trước đây thì em cũng thiền ấy, thế nhưng khi em thiền thì đôi khi trong lúc ngồi thiền mình bị lang thang ấy thầy, mình bị lang thang, thế nhưng rất may em cũng rất là biết ơn cái tổng nghiệp của em, tức là những cái gì mà mình cũng khao khát mà mình còn đang 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 chưa định hướng được cho nó rõ ràng, thì đến bây giờ em được vào học quýt này và em thấy là mình có được những cái định hướng cho nó rõ ràng, và thực sự ra ấy, là mình thấy là cái nhân duyên của mình, đúng là biết ơn cái nhân duyên của mình, biết ơn cái tổng nghiệp của mình quá, và biết ơn đến các quý thầy cô cũng như là biết ơn đến các mentor bốn cũng đã là đồng hành giúp em ấy. Có những cái gì em chưa rõ thì em lại nghi vấn. Vâng, em xin trân trọng biết ơn ạ. Tốt bạn. Cô giáo 34 năm hả chị? Dạ, em là giáo viên 34 năm thì em mới nghỉ hưu ạ. Sao Và nhìn em thấy nghỉ hưu trẻ năm nay tuổi quá là mà dạy 34 năm rồi. Lúc em dạy dạy, mấy tuổi? dạ em năm nay là em đã 65 tuổi rồi ạ. Nhìn À. thấy trẻ quá mà. Tuổi quýt 20 thôi chứ còn tuổi đời là 65 đấy ạ. Thế là em có 34 năm dạy học, 34 năm mấy tháng đấy ạ. Hay quá. Nhưng lúc về hưu thì rất may là mình lại được đón nhận cái tri thức tuyệt quý này, và hai nữa là có một môi trường ấy, cái môi trường mà để mình thuộc về ấy, cho mình luôn luôn là có được cái năng lượng nó sạch, cái năng lượng nó an vui, mà cứ vào nghe thôi, cứ không không được vào học lớp trực tiếp này thì cứ nghe thôi thầy ạ, cứ dậy bật lên mà nghe thì mình đã đón nhận cái năng lượng ấy rồi. Thế là sau đấy thì em có chia sẻ với các bạn là cứ vào nghe đi là đã đón nhận được năng lượng rồi, đã đón nhận được năng lượng rồi, đã thấy mình an vui rồi, là thế thì người ta luôn luôn hướng đến những điều tốt đẹp, và cứ thấy là mình đón nhận cái năng lượng an vui, cả ngày mình vui vẻ, mình người mình nó nhẹ nhõm thì bây giờ khác người ta sẽ tự làm theo mà thấy. Thì em cứ 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 thấy là trải nghiệm cả sự bản thân mình như vậy. Vâng, em xin là trân trọng biết ơn ạ. Em xin nhường lời cho các lý khác em xin được tân bích ạ. Hoài Thương hả? Hoài Thương chia sẻ nha. Ăn cơm cơm ăn cơm cơm à. Nói và ho một biểu hiện cho thấy bệnh nhân đáp ứng rất tốt cho các phổi. Đúng trong ngày 30 Tết, bệnh nhân được ghép phổi từ người cho chết não. Hiện phổi tiếp tục chuyển Ăn về trung ương cơ sở. ngồi Các bác sĩ chơi xác định nếu ăn. không được khắc phục kịp thời, bệnh nhân đang ở giai đoạn cuối ngày, Ăn phổi tử sẽ có tăng huyết áp, một nguy cơ tử lúc kia vong. ngừa Bác sĩ Nguyễn Văn Tránh kia được coi là người khai sinh ra nền phổi mã kỹ thuật Việt Nam với sự đặt đầu nhiều tiến sĩ trong nước và quốc tế. kia Nhưng tất cả những kia thành tích ăn vượt bậc khoa học đã tích cực góp phần vào ăn thành cơ công của các bác sĩ ăn quê trong ăn việc bảo mà vệ con người mà quyền kia sở hữu mà và quyền sở hữu con của đời nhân sự và mà sự nghiệp của ông đã được phục chế lại và ăn hồi hương để ăn tiếp tục đại nghiệp. ăn hạnh phúc hơn Bác sĩ Phan Tránh rất kia mong muốn ăn bản thân ông sẽ tiếp tục ngưng cùng để ngưng phát huy ngưng năng lực tinh ngưng thần rất đặc biệt. Ngoài ra, bạn sẽ vẽ bằng ngưng tay ngưng các ngưng bước tiếp tục chuẩn bị ô mưa lên để thực ô sự mưa thành công. ngưng Xin ngưng chúc ngưng mừng ngưng bạn ngưng 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 ngư
em nghe thành buộc nghe em kia kìa
Con cái hạnh phúc ngâm cuộc người em ngục cho mọi người nghe em biết ơn nâng cao âm vui mà có gửi yêu thương bao nhiêu cần cầm biết ơn ngon ngừng quá bao nhiêu mà ăn vui mà em rất vui khi mình chia sẻ có mọi người nghe mà em nhớ cái mà chia sẻ ngồi với em em biết ơn cả nhà và em biết ơn nhân lực của em có em biết ơn quyết ngàn người có thứ ăn vui có thứ mang mừng có thứ ăn cầm với em em cần em cần cần cái cuộc sống của em nhẹ nhàng hơn mà em có thể những tiếng vẫn ngang vẫn kinh hôm qua em có vẫn ngang vẫn kinh mà em có thể những tiếng vang em bất kinh đó em ơn kể là em ơn cả nhà là Chị gần bé dạ ngon hả? dạ Rồi hôm trước em đọc sách ơn rồi cả chia sẻ nhà đó hả? em con chết ra ngày ông cầm kết ngày mùng bảy tháng hai ngày em kết ra về không kết của mừng của ông Mùng 7 tháng 2 à? dạ em có thực kiến của em Người đọc sách nữa hả? lúc các hạnh phúc ngủ vâng không các quyền mừng của không em không cần kiến càng lúc ngừng khoa học dạ em biết ơn kể mẹ nói khi em biết ơn cả nhà mẹ nói em kia em rất ngon biết ơn cả À, biết ơn em. nhà Em tắt bếp đi. dạ em kia có mình Xin mời Dung Phạm. dạ em xin chào thầy ạ. Em xin chào cả nhà. Em rất trân trọng biết ơn thầy vì gọi em lên để cho em chia sẻ ạ. Thì lời đầu tiên em muốn nói là em rất là trân trọng và biết ơn nhân mạch của em là chị Nguyễn Thị Hương ở ngoài Hà Nội ạ. Mặc dù chị chưa vào nhưng chị luôn là cái người mà
theo dõi và động viên em vào mentor năm ạ, và chia sẻ các kiến thức cho em. Thứ hai, nhân mạch thứ hai của em là bạn Thu Trang, thì nhờ có bạn Thu Trang cho em thấy được cái hiện thực và kết nối với em với các gia đình anh chị Long Quyên, Việt Phương và anh Tuấn Minh. Thì thông qua các hiện thực của các anh chị và cái sự dẫn dắt của các anh chị thì đã giúp cho vợ chồng em được chuyển hóa rất là nhiều. Và cũng thông qua đó là khi mà đi khóa offline hồi tháng 7 á, thì vợ chồng em đã quyết định là sẽ vào mentor năm ạ. Và rất may mắn là vừa rồi vợ chồng em phỏng vấn và bây giờ là vợ chồng em đã chuẩn bị hết mọi thứ để tâm lý sẵn sàng vào mentor năm rồi ạ. Nhưng mà liêm chính nội tâm mà nói thì cho đến bây giờ thì em vẫn rất là run, khi mà hồi nãy giơ tay xong rồi, người em nóng hết lên rồi, chân tay run là em đã định hạ tay xuống rồi á. Nhưng mà em nhớ lại lời cô Quyên Minh và thầy nói là người ta nói những cái lời hay người ta giao game quảng cáo game hay nói những cái lời giả dối mà người ta nói đi nói lại rồi người khác cũng tin, mà trong khi mình nói những cái lời đạo lý lại không dám nói, nên mà em với mạnh dạn là không dám bỏ tay xuống. Thì em rất trân trọng và biết ơn cả nhà. Thì cái bài học ngày hôm qua thì em xin chia sẻ là cũng giống như bản thân em, từ lúc mà vào quýt thì em nhận được rất là nhiều hiện thực, nhưng mà em thật ra là có lúc em ứng dụng được rồi nhưng mà em vẫn không hiểu bản chất của ba hệ quy chiếu là gì luôn, và đến ngày hôm qua em cũng không thể hiểu được cái tam giác hiện thực. Có thể là em thuộc, em nhớ, em vẽ được nhưng mà em không hiểu bản chất là tại sao cái câu thầy nói là khi mà thấu suốt được ba hệ quy chiếu này thì có thể luận được mọi vấn đề. Trước đây em cứ băn khoăn là không biết luận như thế nào, sao mà luận hết được mọi vấn đề dưới ba hệ quy chiếu này, và em cũng đi chia sẻ với mọi người như vậy. Nhưng mà đến hôm qua thì thật sự là em mới bắt đầu em lờ mờ em ngộ ra. Và buổi tối hôm qua là khi một chị mentor năm là chị Hương sang nhà em đi chạy bộ cùng, thì hai chị em chạy vào trong cái nhân duyên với chị á, thì em chia sẻ lại với chị thì tự nhiên là em lấy cái góc hôn nhân của chị, rồi là lấy cái câu chuyện của chị hay câu chuyện về tiền của chị, thì tự nhiên là em luận được. Và từ đó là em cảm thấy em luận em có thể nói được các cái vấn đề khác dưới cái ba cái hệ quy chiếu chuẩn, thì em cảm thấy rất là thích. Và thêm vào đó nữa là giống như là em cảm thấy những cái ngày gần đây giống như là khi thầy nói là khi con người ta gặp vấn đề gì á thì hoặc là đau khổ sẽ ép người ta thay đổi, thì có thể em cũng thời gian gần đây em cũng gặp một số vấn đề mà đối với bản thân em là nó là bất như ý, thì em biết kích được cái mong muốn đến tột cùng ở bên trong em. Thật sự là cũng em mong thầy thông cảm, ở nhà là học đi học từ hồi tháng 7 nhưng mà em chưa nghe một khóa nào trọn vẹn online cả. Em chỉ đi học hai khóa offline, thấu hiểu nội tâm và quảng bá là em nghe trọn vẹn rồi. Em về nhà thì em hay đi chạy bộ thì em nghe Quýt Daily thì em nghe đi nghe lại, còn là học khóa online như thế này thì hầu hết em không tham gia được trọn vẹn, nên mà cái năng lượng của em nó cũng bị trồi sụt. Rồi nhiều cái vấn đề xảy ra em cũng không có xử lý hết được. Ông xã em thì vẫn nói em là tại em mong cầu quá nên cái năng lượng của em đến cả nhà là mọi người nhận được là từ cái sự mong cầu đó nên mà mọi người cũng không chuyển hóa được. Thì em với và cái đợt Tết vừa rồi thì có vài sự việc xảy ra thì khiến cho em cảm thấy là mình thật sự muốn, chưa bao giờ mà em thích ngồi học mà từ đầu đến đuôi những cái buổi online như thế này giống như bây giờ. Và giống như đêm qua em học xong rồi, xong em không thể nào ngủ được luôn, và em phải dậy em ghi thủ đắc đến 2 giờ sáng, rồi xong 4 giờ em lại dậy và em cảm thấy rất là tỉnh táo và rất là khỏe, không không có một chút cái gì là mệt hết. Thì em thật sự là em cảm thấy rất là cảm động nội tâm. Và giống như là sáng nay thì em ăn một đĩa trái cây, thì em cảm thấy là lúc mà em ăn trái cây màu trắng là lê, em cảm thấy là mình ở cái góc tam giác hiện thực á, thì là giống như là mình nhận đủ cái thông tin về những loại trái cây đó, là quả lê là màu trắng thì nó tốt cho xương khớp, thăng long là màu đỏ thì nó tốt cho tim mạch, rồi dưa là màu vàng tốt cho mắt, rồi ổi là màu xanh tốt cho da. Tự nhiên là em rõ ràng cái thông tin đó và khởi lên một cái nguồn năng lượng là trân trọng biết ơn những người nông dân đã có công phu lao tác và tạo lên những cái thức ăn cho mình, và cảm nhận là sao cái vật chất em ăn những cái trái cây đó em cảm thấy ngon,
tức là lâu nay em cũng bị nghén, em không có thể thể ăn mà ngon như vậy được, và tự nhiên em đủ thông tin và cái năng lượng đó thì em ăn cảm thấy là em rất là ngon. Và em nghĩ lại cái bài học hôm qua là em bảo ôi trời, thật ra là nó có thể ứng dụng để giải thích mọi cái vấn đề và mình cảm nhận được cái hiện thực này rồi, thì em cảm thấy rất là cảm động. Và cả ngày hôm nay là em rất là hân hoan vì cái điều đó. Thì trước đây em cũng cứ đi các cái khóa thiền rồi các cái lớp học về về Phật pháp, nhưng mà em cứ nghe các thầy cô nói các cái bài mà niệm từ quán trước khi ăn như vậy á, rồi các thầy cô kể về các vị sư mà tại sao các vị sư ngày xưa đi khất thực mà ăn những cái thức ăn người ta cho cái gì thì ăn đó, mà sao lại các thầy cô vẫn sâu các vị sư lại vẫn sống được cái tuổi thọ cao như vậy và vẫn khỏe mạnh như vậy. Thì bây giờ giải thích dưới cái tam giác hiện thực này là em mới thấy là ồ, nó rõ cái thông tin, rõ cái năng lượng như vậy thì cái vật chất nó là như vậy á, nên mà em cảm thấy rất là hay và em rất là trân trọng biết ơn thầy, trân trọng biết ơn bài học của thầy và các cao nhân là chỉ điểm, các minh sư là chỉ điểm. Em biết ơn và trân trọng cả nhà đã lắng nghe em chia sẻ ạ. Dạ em chào thầy, chào cả nhà. Nay bầu nữa mấy tháng rồi? Dạ nay em 5 tháng rồi thầy. Mời cả nhà thưởng thức âm nhạc ha, tiếng nhà hát một bài hát ha. Dạ em chào thầy, rất là biết ơn thầy gọi tên em. Dạ em chào cả nhà. Dạ rất là biết ơn cả nhà đã hưởng thụ học tập chung với em. Dạ em rất là biết ơn cô Nhân Bạch Tara Trang Nguyễn Master Mentor, dạ rất là biết ơn cô Thảo Nhi. Dạ em tâm đắc cái nhân tốt của thầy dạy hôm qua, cái em tự cũng như là em cảm hứng á, cái em viết ra cái bài nhân tốt theo cái ngộ của em. Dạ em xin phép được cống hiến và hát cho các ní nghe. Dạ em Hát xin phép xong ạ. cái bình đại bát nhạc luôn nha thứ ngày ha. Dạ, nhân tốt cộng duyên lành ra quả như ý, theo hiện thực duy tâm ta tìm nhẫn của nhân trong con người qua những khái niệm nguồn có lợi. Hiện thực của tôi và bạn bắt đầu từ những khái niệm những gì chúng ta biết, những gì chúng ta tin, những gì chúng ta hiểu hay còn gọi là khái niệm nguồn, đại diện cho thông tin trong người của tôi và bạn, mà cũng là cái nhân trong người của bạn và tôi. Nếu chúng ta quân tập cái biết, cái tin, cái hiểu có lợi, thuận chiều mong muốn theo chiều hướng dương, mình biết và đón nhận những sự bất như ý đến, bao dung cho con người và rút ra bài học qua sự việc đó. Bạn và tôi đồng thuận thắp sáng lên ngọn đèn vào trí tuệ, nâng tầm nhận thức, nâng tầng bậc trí tuệ, biết phân biệt được đúng sai thật và nên không nên tốt xấu đối với sự vật, sự việc, hiện tượng hay con người. Biết nhận thức nguồn gốc xuất phát từ chính ta nhưng không phải lỗi ở mình. Chúng ta ứng dụng tánh không trong gia đình tùy bối cảnh, mở rộng lòng yêu thương gia đình, tổ chức, xã hội và bản thân, giữ lễ với mọi người và có trách nhiệm với tứ trọng ân, biết lắng nghe con người và giữ chữ tín, an vui bao dung trân trọng biết ơn,
trông đơn giản vui vẻ tin tưởng nhẹ nhàng thì cá nhân của tôi và bạn nhất định tốt lên nữa. Đồng thời chúng ta thích tạo công đức phước đức thêm thông qua bảy bộ thí nhãn nhãn ngôn tâm thân phòng tọa thí tạo lập giá trị với tần số cân bằng hay hướng dương hỗ trợ người khác đạt được ước nguyện cuộc đời an vui bao dung trân trọng biết ơn con người quân tập nói biết thấy nghe xác định hình ảnh tâm trí thuận chiều mong muốn tốt đẹp mà tích tạo công đức phước đức để kiến tạo tư duy. Tư duy là chìa khóa năng lực của chúng mình có quan niệm chuẩn và biết nâng cấp mối quan hệ lên từ quy mến lên tin tưởng rồi thân thiết để đồng hành đó là tôi và bạn đã có nhận của duyên. Bạn đã thấu suốt được cái nhân của nhân, nhân của duyên. Giờ bạn hiểu thế nào về nhân của quả? Để tôi nói bạn nghe về công thức cõi. Cuộc sống con người bắt đầu từ kết quả hiện tại của mình bằng những hình ảnh tâm trí qua nghe thấy nói biết thông qua lớp tánh lớp tình ở hằng hà sa số đời ta. Nếu bạn kiểm soát được nghe thấy và thay đổi nói biết tích cực, bạn rõ hình bạn mong muốn và được sống trong môi trường có sự vui vẻ dòng niềm tin trí tuệ trân trọng biết ơn yêu thương bao dung khiêm tốn chân thật với con người. Xung quanh bạn có những con người an vui tỏa sáng ngày ngày họ siêng năng tập luyện thể chất họ có sức khỏe người sắc thân hình người mẫu họ vui vẻ chạy bộ 21 cây số cùng nhau lội biển 2 cây trong thoải mái nhẹ nhàng còn cùng nhau xì quách 10.000 cái từ những trẻ 7 tuổi đến bé 82 tuổi vật lý họ có sức mạnh sức bền dẻo dai thăng bằng tốc độ nhưng hiện thực bạn nhìn thấy nghe thấy có giúp bạn tạo động lực nâng cao tần số cho mình. Nếu bạn rõ hình là chó ra quả, rõ khái niệm nguồn là chó ra quả, rõ tần số năng lượng là chó ra quả, đó là cái nhân tốt của quả như ý cho bạn và tôi. Dạ, em xin hết ạ. Xin mời Ní Chánh bắt nhạc tiếp ạ. Dạ rất là biết thiên ơn các ní lắng nghe em bài tâm đắc ngộ ra của em ạ. Dạ em xin tắt mic. Dạ Chúng ta vào nghe cả nhà. Chúng ta vào Zoom ha. Hôm qua chúng ta tìm hiểu tới đâu ha? Tới trí tuệ rồi. Dạ. Anh chị ghi tiếp nghe cả nhà. Ghi tiếp trạng thái nội tâm bậc ba
Hôm qua mình bậc 2 ha. Hôm nay trạng thái nội tâm bậc 3. Trạng thái nội tâm bậc 3. Là trạng thái tánh không của nội tâm. Là trạng thái tánh không của nội tâm. Là trạng thái tánh không của nội tâm. Người có trí tuệ bậc 3. Người có trí tuệ tầng bậc 3. Người có trí tuệ tầng bậc 3. Là người có trạng thái nhận thức nội tâm. Người có trạng thái nhận thức nội tâm. Mọi sự vật, sự việc, hiện tượng là người có trạng thái nhận thức nội tâm. Mọi sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh, con người có tính không? Là người có trạng thái nhận thức nội tâm, mọi sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh, con người có tính không? Là người có trạng thái nhận thức nội tâm, mọi sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh, con người có tính không? Là người luôn cảm nhận con người, là người luôn cảm nhận, là người luôn cảm nhận con người hay sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh. Là người luôn cảm nhận, là người luôn cảm nhận con người hay sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh. Bản chất không có vấn đề. Là người luôn cảm nhận con người hay sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh. Bản chất không có vấn đề. Là người luôn cảm nhận con người hay sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh. Bản chất không có vấn đề. Chấm. Là người luôn sống được với thực tại. Là người luôn sống được với thực tại. Là người luôn sống được với thực tại. Là người hằng sống được với sự chân thật nơi chính mình. Là người luôn sống được với thực tại. Là người hằng sống được với sự chân thật nơi chính mình. Là người hằng sống được với sự chân thật nơi chính mình. Là người luôn sống được với thực tại. Là người luôn sống được với thực tại. Là người hằng sống được với sự chân thật nơi chính mình. Chấm.
Anh chị xong hết cái đó tới ý đó chưa? Anh chị tới ý đó chưa? Rồi. Là người luôn biết mình đang nghe. 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 Biết mình đang thấy. Biết mình đang nói. Và biết mình đang biết. Là người luôn biết mình đang nghe, biết mình đang thấy, biết mình đang nói và biết mình đang biết. Là người có được trạng thái an vui thanh tịnh nội tâm. Là người có được trạng thái an vui thanh tịnh nội tâm. Là người có được trạng thái an vui thanh tịnh nội tâm. Toàn xin phép đọc lại từ đầu, các anh chị dò bài giúp Toàn. Toàn đọc đến đâu các anh chị ok, các anh chị gật đầu cái giúp Toàn cái ha. Người có trí tuệ tầng bậc 3 là người có trạng thái nhận thức nội tâm mọi sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh, con người có tính không. Ok không cả nhà? Ok. Là người luôn cảm nhận con người hay sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh, bản chất không có vấn đề. Ok ha. Là người luôn sống được với thực tại. Là người luôn sống được với thực tại. Là người hằng sống được với sự chân thật nơi chính mình. Là người luôn biết mình đang nghe, biết mình đang thấy, biết mình đang nói và biết mình đang biết. Là người có được trạng thái an vui thanh tịnh nội tâm. Rồi, bắt đầu Toàn chia sẻ cho các anh chị ha. Đầu tiên trạng thái nội tâm, tánh không nội tâm là sao? Nó có ba cái thuật ngữ mà các anh chị cần cần phải nắm. Chúng ta mượn cái một cái tam giác. Chúng ta làm nền tảng nha. Ở đây là thông tin nè. Năng lượng và vật chất. Rồi. Ở đây các anh chị ghi chữ chân thật giúp Toàn. Ở trên đây các anh chị ghi tánh không. Và các anh chị ghi chữ an vui ở đây. Rồi. Đây, cho anh chị vẽ này vô giúp Toàn là ý nghe nè. Ý thấy. Ý nói. Ý biết. Cái này là gì các anh chị nhớ không ta? Anh chị là nhớ cái ý nghe, ý thấy, nói, ý biết này là gì không? Là sự chân thật.
chân thật là lớp tâm của con người ha. Rồi bao quanh ngoài nữa là lớp lớp tánh, đây lớp tánh đây, bao quanh nữa là lớp tình, được không? Rồi các anh chị vẽ này giúp Tùng. Rồi. Vậy thì trạng thái nhận thức nội tâm bậc 3. Trạng thái nhận thức nội tâm bậc 3 là trạng thái tánh không của nội tâm. Tánh không của nội tâm. Vậy thì trạng thái tánh không của nội tâm là sao? Sao nó được gọi là trạng thái tánh không? Mình xem coi trong cuộc đời của mình đã từng có một giây phút nào đó mình có trạng thái nhận thức nội tâm này hay không. Đó là khi một cái thông điệp nào đến với chúng ta, các anh chị tách ra giúp Toàn, biết với nói các anh chị tắt nó đi, các anh chị đừng quan tâm tới hai cái này, mình mượn nghe thấy để hiểu cái này được ha. Các anh chị cứ hình dung như thế này, có một cái con sông, sau đó có một chiếc bè, mình bước lên bè đó, cái bè đó đưa mình qua tới bên bờ sông bên kia, cái mình lên bờ được không? Các anh chị có hình tượng này được không? Bây giờ có một cái bè, có một cái con sông, để thuận lợi cho các anh chị hình dung thì Toàn xin mượn Toàn vẽ cái bè ăn cái. Anh chị hình dung một chiếc bè ha, còn để chữ bè cho nó dễ. Hình dung có một chiếc bè, có một dòng sông, chúng ta mượn cái bè này để di chuyển qua dòng sông nè, di chuyển qua đây được không? Chúng ta mượn chiếc bè để di chuyển, rồi bè này á nó chở chiếc bè này
Nó tên gọi là bè nghe và bè thấy. Bè nghe, bè này tên nghe, tên thấy. Đưa con người nè, con người từ bờ bên đây, đưa con người nè, ở trên đây chở con người nè, để chữ con người lên đây. Toàn xin phép các anh chị là toàn toàn viết chữ trên đây, toàn không có vẽ người trên đây. Đưa con người bờ bên đây á, là nó tên bờ gọi gọi là an vui. Bờ trên đây nó được gọi là bờ an vui, được chưa? Bè này là bè tên bè nghe, bè thấy, chở con người đi qua đây, đi qua một cái con sông, được chưa? Vậy thì trạng thái tánh không của nội tâm á, nó khởi sanh khi nào? Khi mà con người này nè mượn chiếc bè nghe, ví dụ như mượn chiếc bè nghe đi từ bên đây sông qua bên kia không, vừa tới bên đây thì khoảng cách giữa cái này nè, vừa bên đây sông đến bên nơi sông, mà lấy từ cái con bè nghe này nè đi qua đây, thì khoảng cách này là từ đây tới đây, thì nó sẽ sanh ra cái trạng thái tánh không của nội tâm. Tánh không nó sẽ khởi sanh. Từ đây qua đây nó sẽ sanh ra một cái khoảng, thì được gọi là khoảng cách tánh không của nội tâm. Tới bờ bên kia thì là bờ an vui. Ví dụ nghe, một thông điệp vừa đến với chúng ta biết là mình đang nghe thôi điều đó, thì khi một thông điệp truyền đến từ cái nghe này nè, chúng đón nhận thông điệp đó mà không qua lớp tánh và lớp tình, không thông qua hai cái này, mà trực tiếp đón nhận thông điệp từ cái nghe chân thật bên trong, ngay tức khắc nó sẽ khởi sanh cái trạng thái tánh không của nội tâm, và kết thúc cái trạng thái của tánh không nội tâm đó đó là con người có được cái trạng thái an vui. Minh chứng rất đơn giản, nếu một thông điệp truyền tải đến chúng ta chỉ có ý nghe nghe nó thôi, chỉ biết mình đang nghe điều đó thôi, và không khởi bất kỳ cái gì suy nghĩ lên, và nghe trực tiếp từ nghe, hoặc là một thông điệp đến chúng ta ý thấy thôi, và chỉ biết mình đang thấy điều đó thôi, không có bất kỳ cái gì cửa tánh và tình chen vào, và kết thúc cái trạng thái đó đó, thì khi mà chúng ta lấy cái ý nghe đó đó lưu nó lại đó, thì giống như con người chúng ta mượn một cái bè đưa chúng ta qua sông, và khoảng cách giữa cái nghe này nè biết mình đang nghe đó đó nó dài ra, thì cái cảm giác tánh không của nội tâm á nó sẽ hình thành, và ngừng cái trạng thái này thì chúng ta sẽ bước lên bờ của sự an vui. Chúng ta được hiểu được ý này không? Minh chứng nè, khi một thông điệp truyền tới mà chúng ta chỉ biết mình đang nghe điều đó thôi, giống như hôm trước toàn lấy ví dụ cái từ khùng, cái từ khùng, nếu từ khùng thì theo các anh chị, nếu chỉ biết mình đang nghe thôi thì có khác với từ đẹp không ạ? À? Theo các anh chị, khùng đẹp có biết có khác nhau không? Không. Vậy thì chúng ta có bị dính mắc vào cái mà chúng ta nghe không? Theo các anh chị thì chúng ta có dính mắc vào cái chúng ta nghe không? Tình và tánh nó có dính vào đó không? Thì tâm nó có bị dao động không? Cái nội tâm chúng ta có bị dao động không cả nhà? Không. Ngay giây phút đó đó, nếu cái khoảng cách đó đó nó giữ được lâu,
cái nghe đó nó được lâu thì càng lâu thì nó càng sanh ra một cái trạng thái, nó được gọi là trạng thái tánh không của nội tâm. Nên chúng ta muốn có được cái trạng thái an vui thật sự thì nội tâm của con người phải khởi được cái trạng thái tánh không, dù giây phút bao nhiêu, nhưng mà chúng ta mượn cái bè này đưa chúng ta qua bờ bên đây, và bờ này là bờ của an vui, được không? Các anh chị nắm được ý này không? Thanh Nhàn Nguyễn nói là muốn có an vui thật sự thì nội tâm của con người phải có tính không. Không đúng nha. Tính không nó khác với tánh không. Tánh không là thuật ngữ dùng cho trạng thái của nội tâm, còn tính không dùng cho con người mình nhận thức ở mọi vật, mọi mọi sự vật, sự việc. Ví dụ hôm trước chúng ta nói cái này là gì, thì các anh chị nói cái này không là gì nếu không có đối tượng nhận thức về nó. Vậy thì bản thân sự tồn tại của nó có, nhưng nó là gì nó lệ thuộc vào đối tượng nhận thức về nó, nhìn nhận gì nó, lúc đó nó mới là gì. Vậy thì vạn vật lúc đó nó có tính không. Tính không ở đây là nó không là gì, mà không là gì nó khi là gì khi có đối tượng nhận thức nó là gì, và chúng ta có một cái nhận thức nhìn nhận nó là cây bút thì nó là cây bút. Vậy thì khi chúng ta qua thời gian chúng ta biết được vạn vật có tính không rồi, cái chúng ta nói cái này là cây bút, hoặc là chúng ta nói cái này không là gì, cái này là cây bút hoặc cái này không là gì, thì qua thời gian chúng ta gọi tên nó cái này không là gì thì nó cũng tương tự chúng ta gọi nó là cây bút, đúng không cả nhà? Qua thời gian chúng ta gọi nó không là gì với chúng ta gọi nó là cây bút thì nó khác nhau hay giống nhau cả nhà? Tôi là Toàn, tôi không là ai, 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 thì theo các anh chị giống nhau không? Giống nhau không ạ? Giống nhau. Nhưng mà khi nội tâm của con người khởi tạo được tánh không của nội tâm thì lúc đó vạn vật thật sự có tính không. Khi mà mình bắt đầu mình mượn cái thấy, mượn cái sự ý thấy chân thật để mình thấy cái bút này, mình thấy cái này, thì cái đầu tiên nhất của ý thấy đó đó thì nó sẽ biến vật này, biến cái này thành tính không. Các anh chị nắm ý này không? Cái ý thấy đầu tiên á của cái này thì làm cho cái này biến có tánh không, có tính không. Khi đó nội tâm của chúng ta có tánh không thì vạn vật có tính không. Vạn vật có tính không chưa chắc nội tâm có tính không, tánh không, bởi vì vạn vật có tính không do chúng ta nhận thức vạn vật có tính không. Nhưng khi nội tâm có tính tánh không thì lúc đó vạn vật có tính không. Đây, chúng ta nắm được ý Toàn vừa chia sẻ. Hôm trước các anh chị đã hiểu được tính không của vạn vật đúng chưa? Bất kỳ cái gì ở bên ngoài
đều do nhận thức bên trong của chúng ta mà quyết định gọi tên nó là gì. Được không? Nên chúng ta nói vạn vật có tính không? Bởi vì nó không là gì hết. Nó là gì do chúng ta nhận thức nó là gì. Nhưng qua thời gian, nếu chúng ta lấy nhận thức đó đó làm nền tảng của nhận thức, thì bắt đầu chúng ta nói cái này không là gì, cái này là cây viết, cái này không là gì, cái này là cây viết. Thì có những đôi lúc thật sự vạn vật có tính không nếu chúng ta có nhận thức như vậy. Nhưng mà vạn vật trọn vẹn có tính không khi nào? Khi nội tâm của con người có tánh không. Mà nội tâm khởi sanh tánh không khi nào? Khi chúng ta thấy một cái thông điệp nào đó truyền tải, ví dụ như chúng ta thấy cái này, nó xuất phát từ ý thấy chân thật. Ngay giây phút đầu tiên, cái nhìn đầu tiên chúng ta, cái thấy đầu tiên chúng ta thấy, thì ngay giây phút đó là cái thấy chân thật nhất. Nó chưa kịp khởi xướng bất kỳ cái gì của tánh và tình vào, thì nếu cái khoảng cách, khoảng thời gian cho chúng ta có một khoảng thời gian lưu giữ lại cái ý thấy đó đó, chân thật đó đó, thì nó sẽ khởi sanh trong nội tâm của chúng ta cái trạng thái tánh không của nội tâm. Thì lúc đó cái này mới chính thức có tính không. Nắm được ý Toàn vừa chia sẻ. Vậy thì chúng ta mới nói là gì nè? Nghe và thấy tương tự như một cái bè. Chúng ta bước lên bè này, quan sát mọi cái, thấy mọi cái, nghe mọi cái bằng cái bè này. Đi khoảng cách đi từ bờ sông qua bên kia sông, thì cái khoảng cách này nó sẽ sanh ra cái tánh không của nội tâm, nó sanh ra từ đây và bước qua bên tới bờ bên kia là bờ của an vui. Thời gian có tánh không là bao lâu ạ? Không biết. Toàn chỉ hỏi các anh chị trong phần đời của chúng ta đã từng có trạng thái này chưa thôi. Vậy thôi à, hỏi gì thôi à. Trong phần đời của chúng ta đã từng có trạng thái này chưa thôi. Trong từ khi cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ, chúng ta đã từng có cái trạng thái mà ngày xưa chúng ta không có gọi tên được nó, bây giờ chúng ta gọi được. Rồi, chúng ta đã từng có cái trạng thái này chưa thôi. Còn ngày xưa nhiều khi rơi vào trạng thái nội tâm này, rơi vào trạng thái nhận thức này, chúng ta không biết chúng ta đang có nhận thức này. Bây giờ các anh chị được gọi tên, thì nếu các anh chị đã từng có nó thì coi như chúng ta có đã từng có trạng thái nhận thức nội tâm bậc ba này, là trạng thái nhận thức tánh không của nội tâm. Bây giờ nhiệm vụ của mình là chủ động dùng nó để đạt được trí tuệ tầng bậc ba. Được không? Các anh chị nắm ý này không? Các anh chị nắm được ý này không ạ? À? Trạng thái này ai cũng nghĩ là tu hành nhiều năm tháng lắm mới có. Nhưng cái trạng thái này hầu như nếu các anh chị đã được gọi tên và làm rõ, thì các anh chị sẽ phát hiện trong cuộc đời của mình có những giây phút các anh chị có trạng thái này. Có một lần nào đó trong cuộc đời có ai thường xuyên thì là thường xuyên, còn chưa thì thôi. Miễn là có cái trạng thái này thì chúng ta gọi là trạng thái tánh không của nội tâm rồi hết. Nó cũng không có gọi là hay ho gì hết. Nhưng nếu ai chủ động, ai chủ động được thì khác nghe. Nếu ai chủ động được thì khác.
Nếu ai chủ động được cái trạng thái này thì nó khác à. Tại vì ngày xưa giờ trạng thái nhận thức nội tâm bậc một là diễn ra thường xuyên đối với chúng ta. Nên mọi việc trong cuộc đời chúng ta lấy sự đúng sai thật giả tốt xấu nên không nên mà luận. Các anh chị nắm được ý này không ạ? À? Rồi đâu đó có những giây phút chúng ta lấy cái trạng thái nhận thức bậc 2 trong những trường hợp nào đó chúng ta dùng. Và có những giây phút chúng ta đã vô tình có được trạng thái bậc 3 này nhưng chúng ta không biết. Nhưng nếu chúng ta lấy góc nhìn về khả năng vượt thoát các vấn nạn phát sinh trong cuộc đời của một con người và lấy góc nhìn về cái việc nhân quả của con người đến với một người, thì nếu chúng ta có được trạng thái bậc 3 này thì ngay tức khắc những cái quả mà chúng ta đến với chúng ta, bất như ý đến với chúng ta biết và đón nhận đó. Các anh chị thử cái khái niệm gọi là biết và đón nhận đó. Biết và đón nhận đó. Nếu một cái gì đó quả bất như ý nó đến, nếu chúng ta chủ động được, chúng ta biết và đón nhận đó, có nghĩa là chúng ta lúc đó chúng ta nghe hay chúng ta biết là mình đang nghe, biết mình đang thấy điều đó thôi. Biết và đón nhận đó. Được chưa? Thì ngay tức khắc trạng thái nội tâm của chúng ta theo các anh chị nó rất là cân bằng không cả nhà? Nếu chúng ta nãy giờ chúng ta nói đó, biết mình đang nghe, biết mình đang thấy thông điệp truyền tải đó, và ngay tức khắc trạng thái nội tâm chúng ta cân bằng không, thì về góc nhìn của nhân quả chúng ta đã xong cái kết thúc cái nhân quả đó chưa theo các anh chị? Quả bất như ý đến, nếu mình biết và đón nhận đó thì theo các anh chị nhân quả đã thực thi xong chưa? Các anh chị nhân quả đã thực thi xong thì theo nguyên lý hoạt động của tiềm thức mà các anh chị đã được tìm hiểu những ngày trước, có phải ông ý ổng cắt nước và cắt phân cho cái cây đó nó không cho ra quả nữa không? Có phải không ạ? À? Và đặc điểm của nhân quả có một cái đặc điểm rất là đặc biệt mà các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta. Đó là nhân quả không hồi tố. Nó có một cái đặc điểm đặc biệt của nhân quả. Đó là nhân quả không hồi tố. Nhân quả không hồi tố nghĩa là sao ta? Nhân quả không hồi tố là sao các anh chị? Nhân quả không hồi tố là sao các anh chị? Là có nghĩa là nhân quả đó, cái nhân có cái nhân đó, ngày hôm nay chúng ta gặt quả. Và nếu chúng ta biết và đón nhận đó, thì tức khắc nhân đã cho ra quả, thì kết thúc nhân quả không? Cả nhà. Nhưng chúng ta không hiểu đạo lý này, chúng ta không có trạng thái nhận thức này, nên bắt đầu chúng ta suy nghĩ về nó. Có phải chúng ta dùng tánh để chúng ta khởi tham tưởng theo hướng mới không? Theo hướng khác không? Thì vô hình chung một cái nhân mới nó lưu giữ vô tàng thức lại không? Cả nhà giống như mình quán trách
Trừ trách người, trách sự việc, trách tất cả mọi cái. Có phải một nhân mới nó đi vào tạng thức lại không? Thì qua thời gian khả năng cho nó ra quả mới. Lặp đi lặp lại cái điều đó không chừng. Mà chúng ta lại tưởng rằng nhân quả nó tái lại. Nhưng bản chất là quả mới hết. Nhưng nếu chúng ta hiểu được, chúng ta có nhận thức này, chúng ta biết và đón nhận đó, thì ngay tức khắc nhân quả đã dừng lại, đã kết thúc rồi, mà nó cũng không hồi tố nữa, thì chúng ta kết thúc nhân quả này. Sau đó các anh chị mới bắt đầu làm gì? Chuyển về trạng thái nhận thức bậc 2. Chuyển về trạng thái nhận thức bậc 2 là cội nguồn của nhân quả này bắt nguồn từ đâu à? Bắt nguồn từ đâu cả nhà? Nhân quả từ chính tôi. Vậy thì lúc đó chúng ta biết được do tổng nghiệp của chúng ta trong quá khứ mà tạo nên nhân quả này, do hình ảnh chúng ta lưu trữ, do những cái khái niệm mà chúng ta chứa vào thì nó tạo nên cái quả ngày hôm nay. Vậy thì lúc đó nếu chúng ta chuyển về nhận thức bậc 2 thì lúc đó chúng ta sao ạ? À? Có trách người không cả nhà? Theo các anh chị thì lúc đó chúng ta có trách người không? Cái sợ nhất của con người là đủ nhận thức để đón nhận cái quả đó, nhưng không đủ nhận thức để không trách người, hay còn nói là không đủ nhận thức để bao dung cho người. Đủ nhận thức rằng là quả đó tôi nhận, nhưng không đủ nhận thức để bao dung cho người. Bởi vì người đó không hiểu được một điều rằng nếu ngày hôm nay là giờ khắc nghiệp mệnh nó đã đổ ra, quyết định ngày giờ này chúng ta sẽ đón nhận nhân quả một cái quả đó, thì nếu người đó không mang lại cho chúng ta thì cái duyên khác nó cũng mang lại thôi. Nếu ngay giây phút này người đó không mang lại thì người khác sẽ mang lại, nhưng mà tại vì do người đó mang tên đó mang lại nên chúng ta để tâm ra sanh quán trách người tên đó. Chứ nếu người đó không mang lại thì người tên khác cũng mang lại. Bởi vì trong hàng hà sa số duyên của mình thì phải có cái duyên nào mang lại cho chúng ta quả đó, mà chúng ta phải là người nhận quả thì duyên khác nó sẽ đến mang cho chúng ta quả đó. Các anh chị nắm được ý này không? Vậy thì tiếp tục, chúng ta là đầu tiên chúng ta vô minh, chúng ta lại thấy quả của mình gánh mình như thế này thế kia, bởi vì không đủ trí tuệ để nhận thức nhân mình đã gieo trong quá khứ có quả ngày hôm nay. Mình không đón nhận, biết và đón nhận nó thì cuối cùng nó sẽ tái lại. Nhưng mà mình biết và đón nhận rồi, nó cũng có khả năng tái lại nếu mình tiếp tục quán trách con người. Vậy thì ngay tức khắc bao dung được cho con người thì bắt đầu có phải duyên, các duyên lành trong tương lai nó sẽ kéo đến, còn nếu không thôi tiếp tục duyên dữ nó sẽ đem đến những cái quả bất như ý tiếp. Các anh chị nắm tới đây. Vậy thì cái công thức cực kỳ đơn giản như thế này, đó là biết và đón nhận đó. Sau đó sao ạ? À? Bao dung cho người. Được không? Bao dung cho người, những ngày tới chúng ta sẽ học nguồn năng lượng của trí tuệ là bao dung. Các anh chị sẽ hiểu được cái này. Bao dung cho người là nhận thức bậc 2. Chúng ta nhận thức bậc 2, có nhận thức bậc 2. Được không? Sau đó chúng ta luân chuyển xuống nhận thức bậc 1 là chúng ta trân trọng biết ơn cái bài học thông qua cái nghịch cảnh đó, thông qua việc bất như ý đó. Chúng ta trân trọng biết ơn bài học thông qua nghịch cảnh, thông qua bất như ý đó. Các anh chị nắm được nha, toàn toàn bắt đầu toàn ghi lại cái quy trình hen. Các anh chị nhìn thử hen. Cái công thức này, đây là một cái quy trình để tư vấn
quy trình để giúp đỡ cho con người có được gọi là công thức vượt thoát vấn nạn nha. Bước thứ nhất nè, khi việc bất như ý đến, bước thứ nhất là mình biết và đón nhận. Biết rồi đón nhận. Bước thứ hai đó là bao dung. Bao dung cho người. Bước thứ ba là trân trọng biết ơn bài học. Trân trọng biết ơn bài học. Sau cái bất như ý hay là nghịch cảnh đó, hay cái nghịch cảnh đó, được không? Bước 1 là mình biết và mình đón nhận. Vậy thì bước 1 biết và đón nhận, thì ngay tức khắc khi chúng ta biết và đón nhận thì có phải các anh chị khởi sinh ra một cái trạng thái của nội tâm là sự an vui không? Nếu chúng ta biết nó và đón nhận thì cái bờ của cái bên bên bờ bên kia chính là sự an vui đó. Nên sau này các anh chị cũng có thể nói an vui. An vui cũng được, hoặc là biết và đón nhận cũng được, hoặc là an vui đón nhận cũng được, dùng từ gì cũng được đối với trạng thái này. Sau đó mình bao dung cho người là bởi vì cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ từ chính tôi mà. Do tổng nghiệp đó, khối công đức phước đức ác đức như vậy nó vận hành, đặc biệt là ác đức nó vận hành, nó khởi tạo thì việc bất nhĩ đến thôi. Không có người này sẽ có người khác mang lại. Duyên này không đến thì duyên kia nó cũng mang lại quả đó, bởi vì chúng ta phải gánh quả đó. Vậy thì sau đó chúng ta mới chuyển nè, dùng nguồn năng lượng của sự trân trọng biết ơn cái bài học sau nghịch cảnh. Thì các anh chị cứ hình dung một ai đó mang lại điều bất ổn cho chúng ta, giống như con mình đi. Các anh chị có để ý khi con mình làm cho chúng ta đau khổ, con á nó làm cho chúng ta đau khổ. Ai ở đây có nhiều lúc con cái làm cho ba mẹ đau khổ không cả nhà? Vậy thì việc một người làm cho người khác đau khổ, lo lắng, suy tư, vướng mắc, thì cái người đó theo các anh chị tích phước hay là tích ác đức? Tích điện từ dương hay là tích điện từ âm? Tích những hạt, hạt ác đức, hạt âm. Được không? Vậy thì một người tích thường xuyên cái hạt âm, thì nếu nó khởi tạo cái hạt, cái khối điện từ đó lên, thì việc bất như ý sẽ đến với họ. Vậy thì tại sao chúng ta cần phải nằm lòng công thức này? Bởi vì các anh chị ạ, xã hội á, nó có những nhân viên rất là đặc biệt. Người lạ ngoài đường làm gì cho chúng ta tổn thương thì trong một tích tắc các anh chị quên nó đi. Sau đó các anh chị quên luôn hẳn cái người đó đã làm gì với các anh chị. Và các anh chị sống ung dung tự tại bình thường. Nhưng những người thân yêu chỉ làm một điều gì đó nhỏ nhoi với chúng ta thì ngay tức khắc chúng ta đã vướng mắc. Sự vướng mắc của chúng ta, đặc biệt là những bậc phụ huynh, cha mẹ, đau khổ với những gì sao ạ? Con cái mình làm. Thì ngay tức khắc con nó đã tích những hạt ác đức. Và qua thời gian từ từ tích lũy thông qua sự đau khổ, vướng mắc, khó chịu, sân si của mình, thì từ từ
nó sanh ra mối quan hệ giữa con cái với chúng ta có vấn đề. Và thông thường chính những người thân yêu là tạo một cái bối cảnh để cho những người thân yêu tích tạo ác đức. Đặc biệt là người vợ, người chồng rất tạo điều kiện cho chồng hoặc vợ mình tích tạo ác đức. Nên cuộc sống hôn nhân ngày càng tệ hơn, trong khi đó sống vợ chồng với nhau. Còn người ngoài đường làm gì sơ sơ, ngay tức khắc các anh chị có bài học liền, sao đã quên nó đi, cũng bao dung luôn cho người đó, cũng không còn nhớ dính mắc cái gì hết. Cuối cùng cái kết quả, những con người đó lại là thầy của chúng ta thì họ lại tích phước. Còn người nhà của chúng ta thì chúng ta biến thành họ là người tích ác đức. Hiểu ý này không ạ? Vậy thì nếu chúng ta biết và đón nhận cái điều đến với chúng ta hàng ngày trong cuộc sống, đặc biệt là trong hôn nhân gia đình, giáo dục con cái, sau đó bao dung cho người là cho những người thân yêu đã làm, tại không có người đó người khác cũng làm thôi, tại vì họ tên đó, mà tên đó lại là con mình, tên đó lại là chồng mình nên vướng mắc. Các anh chị thường bị vướng mắc ở cái nhân xưng, nó được gọi là vướng mắc nhân xưng. Con người hiện nay đang một cái vướng mắc rất lớn, đó là vướng mắc nhân xưng. Do chúng ta xưng hô là người đó là chồng, người đó là vợ, người đó là cha, người đó là chị, người đó là anh, người đó là mẹ. Nên khi cái nhân xưng nó xô lên, chúng ta đã bị dính mắc cái nhân xưng đó rồi. Còn nếu người đầu đường xó chợ nào đó làm cái gì đó, mình còn không quan tâm tới. Ở đây có Vũ Đình Thảo có nói, nếu cứ bao dung mãi mà họ lại tưởng là họ đúng thì họ cứ tiếp diễn mãi thì sao thầy ạ? Chưa, các anh chị chưa học bao dung đâu. Nguồn năng lượng của trí tuệ là bao dung, nó đặc biệt lắm. Nó giúp cho người ta sống, ai sống trong nguồn năng lượng đó sẽ tự giác hướng đến sự tốt đẹp. Và chúng ta đang xử lý nội tâm của chính mình để biến cho những người xung quanh, dù họ có làm điều gì, thì họ cũng là người thầy của chúng ta. Và khi chúng ta trân trọng biết ơn được bài học sau việc bất như ý hay nghịch cảnh đó đến, thì vô hình chung cái người mang đến nghịch cảnh hay mang đến sự bất như ý đó, mình không biết ơn họ đâu, nhưng mình biết ơn bài học, thì họ là thầy của chúng ta. Thay vì thầy đến dạy cho chúng ta, có những dạng thầy đến tán cho chúng ta một bạt tai hay chửi chúng ta nhiều điều để chúng ta phản tỉnh lên, thì vô hình chung cái người đó lại tích phước. Vậy thì khi con mình nó gây ra sự bất như ý đối với chúng ta đau khổ, thay vì đau khổ, hãy đón nhận, bao dung và trân trọng biết ơn bài học sau cái sự việc đó, thì chúng ta biến con thành, chúng ta trở thành cỗ máy tích tạo phước đức cho con. Thì ngay tức khắc con tích phước, đầu óc của con nó sẽ sáng lên, và dần 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 con sẽ hạn chế đi những hành vi sai trái. Các anh chị hiểu ý này không ta? Các anh chị nắm ý này không? Các anh chị ăn học của Quýt tới thời điểm này, có phải ngày xưa các anh chị vướng mắc rất là nhiều đối với con, cái từ từ các anh chị biết và đón nhận vậy, các anh chị bao dung cho con, các anh chị tìm ra bài học, làm lớn những điểm tốt của con, có phải bậc phụ huynh bây giờ không còn xử lý vấn đề của con nữa khi học Quýt thời gian qua không? Các anh chị? Các anh chị... Các anh chị thay đổi hết rồi mà. Các anh chị nắm ý này không? Nó có cái công thức đơn giản như thế này. Công thức này nhìn hình tượng là cứu mạng mình, nhưng nó cũng giúp người. Nếu ai là người ứng dụng được công thức này thường xuyên, thì người đó trực tiếp biến thành cỗ máy công đức phước đức. Biến thành cỗ máy công đức phước đức cho người. Và các anh chị sẽ trở thành người vận hành nguồn năng lượng phước đức công đức cho xã hội này, và đặc biệt trong gia đình mình.
Có nghĩa là mình sẽ trở thành cổ người vận hành cổ máy công đức phước đức. Lúc đó đau lắm hả? Làm sao để có thể vượt thoát ạ hả? Đâu. Nếu đã là nhận thức rồi thì nó đâu có cái gì đâu mà vấn đề. Giống như cái này là cây viết. Còn lúc đó chúng ta biết là như vậy thôi. Cái này là cây viết. Duy biết là như vậy thôi. Cái này là cây viết. Biết là như vậy thôi. Cái này là cái ca. Biết là như vậy thôi. Nó có khác nhau trong nhận thức sao? Nên không có đau đớn gì hết á. Nếu là nhận thức rồi thì chúng ta nhắc nhớ chúng ta có một cái nhận thức, nó được gọi là nhận thức tánh không của nội tâm, chủ động biết mình đang nghe, biết mình đang thấy điều đó. Còn lúc nãy có một số anh chị hỏi có ai đã ngộ ra ở cái nói chưa, thì cũng có người ngộ ra tánh nói, nhưng mà tánh nghe và tánh thấy là đơn giản để chúng ta mượn cái bè đó để đưa chúng ta qua con sông để về cái đến cái nơi an vui. Thì cái khoảng cách đó đó, nghe thấy thì đơn giản để chúng ta hiểu được tánh không của nội tâm. Được không? À? Nó là nhận thức tánh không nội tâm. Thì biết là như vậy thôi. Biết mình đang nghe, biết đang thấy. Biết đang nghe, biết đang thấy. Hết. Biết nghe, biết thấy. Hoặc là ý nghe, ý thấy. Chân thật. Để đón nhận cái thông điệp. Thì hết. Nó là một trạng thái nhận thức. Có người hỏi Toàn, làm sao em có thể nhận thức cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính em được? Không có, nhận thức là nhận thức cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi hết. Cái đó là đúng, là đúng. Cái đó là sai, là sai. Thì nó cũng là một loại nhận thức rồi. Cái đó nên và không nên cũng là một nhận thức rồi. Vậy thì nhận thức cội nguồn từ tôi là một loại nhận thức, tánh không nội tâm là một nhận thức, vậy thì nó là nhận thức không cần bàn cãi. Còn khi nào chúng ta muốn muốn hiểu tại sao nó được gọi như vậy, ví dụ như cái này cây viết, tại sao mà gọi cái này là cây viết, thì phải chi lùng lại cách ai là người đặt tên, dựa trên yếu tố gì mà đặt tên, thì tới đó tính tính sao, tính sao. Còn bây giờ cõi lăn tăn nó là vậy đó, nó là cây viết, lấy nó để viết chữ, cõi nó nhiều được không? Các anh chị nắm ý không ạ? À? Ở đây có anh Tony Lê Công ở bên Zoom thứ hai có nói, từ nhận thức đến sống với nó không phải là đơn giản đâu ạ, vì chúng ta đồng hóa mình với tâm trí quá lâu rồi. Kệ nó đi, đơn giản, mình nói nó đơn giản, viết nó đơn giản. Còn mình nói không đơn giản, viết nó không đơn giản. Mình việc mình nói mọi việc trên cuộc đời này đơn giản, nó cũng là một loại nhận thức. Nếu chúng ta nói không đơn giản cũng là một loại nhận thức. Vậy thì việc chúng ta nói chúng ta không đơn giản cũng là một nhận thức. Còn đơn giản cũng là một loại nhận thức. Những ngày tới chúng ta học về vật chất của trí tuệ, các anh chị sẽ hiểu cái này. Thầy ơi, nếu mình tha thứ cho người nhưng người không tha thứ cho mình đã, tha thứ là phải rồi. Những ngày tới các anh chị học tập về bao dung, các anh chị sẽ hiểu cái gì là tha thứ kiểu sao. Còn bây giờ không có tha thứ, bao dung cho người thôi chứ không có tha thứ. Còn chuyện bao dung cho người thì không thấy người có vấn đề rồi thì cũng không quan tâm người có nhìn nhận mình như thế nào hay không, tại vì nhân quả rất rõ. Là tôi không có vướng mắc với anh thì nhân tôi không có, thì quả tôi không có nhận lại cái vướng mắc của anh đối với tôi. Còn mình thấy người ta vẫn còn vướng mắc với mình, có nghĩa là nhân mình cũng còn vướng mắc với người ta. Được không?
ở đây có một người nói cho mượn tiền thì họ không trả thì sao á, thì thôi chứ giờ sao, còn muốn làm gì làm, quay lại nhận thức bậc một làm. Còn nếu mà nhận thức ở bậc ba này chỉ biết là người ta mượn tiền không trả hết, còn muốn làm gì làm thì quay lại bậc hai, chắc cội nguồn tự mình, kiểu sao quay lại bậc một xử lý nó. Còn ở bậc ba này chỉ biết vậy thôi. Vậy thì đứng góc nhìn vượt thoát vấn nạn trong cuộc đời này thì nhận thức bậc ba là vượt thoát triệt để nhất. Các anh chị ghi vô giúp toàn. Nếu xét về cái góc độ vượt thoát các vấn nạn trong cuộc đời thì nếu chúng ta ứng dụng được nhận thức bậc ba này thì mọi vấn nạn chính thức vượt thoát vấn nạn, triệt để vấn nạn. Được trao chìa khóa nhưng chắc chưa biết cách mở ạ. À, không, trao chìa khóa mình cứ cầm trên tay nó tự mở. Có những cái chìa khóa nó rất là đặc biệt, nó tên gọi là chìa khóa, nó đã thấy nó thôi, chìa khóa từ á. Các anh chị đã từng đi xe hơi, xe SH, xe này xe kia có cái chìa khóa, các anh chị đến cái nó mở cửa không? Các anh chị chỉ cần giữ chìa khóa trên tay, cửa nó tự mở, đừng có quan tâm là mở sao. các anh chị chỉ cần cần cầm chìa khóa thôi, cái trên tay này thì nó tự mở, đừng quan tâm nó mở sao, tự nó mở. Giống như giờ toàn lấy ví dụ về cái chìa khóa này mà các anh chị nắm bắt nè. Các anh chị thử nắm một cái chìa khóa này thử hen. Các anh chị nắm thử một cái chìa khóa này một cái hen. Các anh chị coi mọi cánh cửa nó mở không hen. Chìa khóa này nè. Chìa khóa ghi nhận. Biết ơn. Đây, toàn thử nè. Toàn lấy ví dụ về chìa khóa này, các anh chị sẽ hiểu được. Rồi sau đó cái chìa khóa an vui, các anh chị đón nhận đó, cái cầm trên tay cái thì chuyện gì xảy ra sau đó toàn giải thích nha. Bây giờ toàn nói cái chìa khóa này thôi nè. Nếu ai nắm chặt cái chìa khóa ghi nhận biết ơn thử hen, toàn lấy ví dụ các anh chị sẽ nắm này hen. Nếu toàn hỏi đây, các anh chị trả lời giúp toàn nghe. Nếu một ai đó trải qua một cái thời cuộc, sau đó họ ghi lại những gì diễn ra trong quá khứ, là trong cái quá khứ của đất nước đó, thì theo các anh chị họ là nhà sử học không? Họ ghi lại tất cả những diễn biến diễn ra trong quá khứ của đất nước đó có được gọi là nhà sử học không? Theo các anh chị. Không nghe các anh chị. Không. Nếu mà họ ghi lại những gì ngược với triều đại mà chiến thắng, ngược với triều đại chiến thắng thì họ là nhà phản động. Họ ghi cả những gì tốt đẹp và không tốt đẹp thì cũng không gọi là nhà sử học, là người ghi chép lại lịch sử những gì diễn ra thôi, và chỉ ghi lại những gì mà thuận theo cái người triều đại mà chiến thắng thì người ta mới phong người đó là nhà sử học, đúng chưa? Tần nói gì các anh chị có cảm nhận được không? Hiểu, hiểu ý này không? Hiểu hen. Rồi vậy thì một người ghi lại tất cả những cái cảm xúc tiêu cực của mình trong hết cuộc đời mình sống, trong bao nhiêu năm sống, thì người đó là nhà trầm cảm, có phải không? Có phải ghi lại hết tất cả những cảm xúc tiêu cực trong cuộc sống của mình trong bao nhiêu năm sống thì có phải gọi là nhà trầm cảm không? Còn nếu một người vợ hoặc người chồng
ghi lại hết tất cả những cảm xúc tiêu cực khi đối diện với chồng và vợ mình thì sẽ sanh ra tạo ra một nhà quán trách trong hôn nhân. Các anh chị nắm ý này không? Các anh chị nắm ý này ha. Rồi, vậy thì ghi nhận là sao? Ghi nhận là sao? Là chúng ta ghi lại những gì mang lại cái cảm xúc tích cực cho chúng ta. Những gì mang lại những giá trị tốt đẹp mà chúng ta thụ hưởng được. Chúng ta biết ơn nó. Thì nếu mà trong hôn nhân đối diện với mối quan hệ giữa con người với con người trong hôn nhân, đặc biệt là mối quan hệ giữa vợ chồng, mà chúng ta biết ghi lại tất cả những cái cảm xúc tốt đẹp, những điều mà chồng và vợ của mình làm cho mình và biết ơn điều đó, thì theo các anh chị từ khi cưới nhau, trước khi cưới nhau đến khi cưới nhau, đến khi sống có con, và luôn luôn chúng ta ghi nhận những gì mà tốt đẹp nơi con người của họ và những gì họ làm cho chúng ta, và chúng ta chỉ nhớ được những điều đó thôi và biết ơn điều đó, thì theo các anh chị mối quan hệ hôn nhân sao? Theo các anh chị mối quan hệ hôn nhân của hai người đó làm sao nếu hai vợ chồng đều có cái ghi nhận và biết ơn này? Cả nhà ai dự đoán được là tốt đẹp luôn không? Tốt đẹp. Vậy thì khi nắm chặt chìa khóa này trong hôn nhân thì cái người đó bắt đầu nè, con từ nhỏ sanh ra mình ghi nhận sự hiện diện của con thôi, ghi nhận và biết ơn sự hiện diện của con, ghi nhận và biết ơn từ hành động của con đã tạo không khí của gia đình như thế nào, ghi nhận và biết ơn những gì con làm cho gia đình, và từ nhỏ tới lớn các anh chị ghi nhận biết ơn những gì con làm thôi, thì theo các anh chị bậc phụ huynh đó được con cái rất là kính trọng và yêu thương không, và mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái như thế nào ạ? À? Theo các anh chị nếu mà chúng ta ghi nhận và biết ơn được đó thì các anh chị thấy sao? Mối quan hệ cực kỳ tốt với con cái không? Tốt. Vậy thì vào công ty, ngay từ đầu chúng ta bước vào công ty chúng ta làm, chúng ta ghi nhận từ hành động nhỏ của đồng nghiệp đã làm cho chúng ta, khi chúng ta bơ vơ, chúng ta chưa biết gì về công việc, người ta cầm tay chỉ việc như thế nào, biết ơn điều đó. Từ người sếp đến người bảo vệ, đến những người đi trước chúng ta, tới người chủ của công ty, ghi nhận và biết ơn đó. Thì theo các anh chị mối quan hệ của chúng ta với công ty ngày càng tăng trưởng không? Ừ. Ngày càng gắn bó tăng trưởng không? Rồi, chìa khóa này nếu mà chúng ta luôn nắm thì sao? Các anh chị, mọi cánh cửa trong cuộc sống này đều mở ra hết. Mọi cánh cửa về mối quan hệ giữa con người với con người đều mở ra. Ngay cả cái ca như thế này. Các anh chị ghi nhận những gì mà cái lợi ích của cái ca này, cái ly này, ly dĩ nhiệt này mang lại và biết ơn nó. Thì các anh chị có biết sự gắn kết của chúng ta với đồ vật nó cũng tốt hơn, nó mới hơn, và nó sẽ kéo nhiều đồ vật quý giá đến với chúng ta nữa hơn không? Theo các anh chị, nếu chúng ta ghi nhận và biết ơn được đồ vật này, hiểu không ạ? À? Rồi đây, nếu chúng ta ghi nhận và biết ơn những tri thức nội tâm mang lại cho cuộc sống chúng ta chuyển hóa và thay đổi như thế nào, các anh chị biết nó lợi lạc cỡ nào không? Nếu chúng ta ghi nhận và biết ơn những tri thức nội tâm, các anh chị biết chúng ta chỉ cần cầm chìa khóa đó trên tay là các anh chị bước vào nhà nội tâm. Các anh chị ghi nhận và biết ơn những diễn biến gì tốt đẹp trong lịch sử xảy ra đối với thuộc với triều đại, biết cách sâu sắc ghi nhận đó, biết ơn đó, các anh chị trở thành bước mở ra cánh cửa bước vô nhà sử học, tại vì cầm chìa khóa thì vô nhà thôi chứ có cái gì đâu. Các anh chị ghi nhận và biết ơn
những gì hành vi của chồng và vợ mình làm cho mình trong suốt nhiều năm thì chúng ta mới trở thành nhà hạnh phúc. Các anh chị hiểu ý này không ta? Vậy thì ai buông, ai buông, buông gan cái, buông chìa khóa này thì các anh chị mọi cánh cửa nó đóng lại ngay, bật liền ngay tức khắc, cánh cửa này nó đóng lại liền. Các anh chị thử ai, các anh chị gài sót lại có phải mình đã buông cái cánh, cái chìa khóa đó trong một cái khía cạnh gì thì vướng mắc chỗ đó nó xảy đến không? Đào các anh chị nhớ lại thử ai. Các anh chị thử ai, gài sót lại ai, các anh chị đã buông chìa khóa ghi nhận và biết ơn này trong mối quan hệ nào rồi thì các anh chị cảm nhận ai. Nhớ lại với cha mẹ mình đi, từ nhỏ tới lớn có phải tuổi còn nhỏ rất là biết ơn cha mẹ đã mang lại điều gì cho chúng ta, cái sống dần 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 đi buông chìa khóa đó thì mối quan hệ giữa mình với cha mẹ làm sao vậy các anh chị? Cả nhà thử mình gà sót đây, mình thử gà sót đi. Ban đầu ông chồng ông về nhà, cha đông làm việc nhỏ cho mình thôi, hoặc vợ làm việc nhỏ thôi, lấy một ly nước cho mình uống, nấu một bữa cơm cho mình ăn, hầu như mình đều ghi nhận biết ơn. Sau đó qua thời gian tới nguồn năng lượng của trí tuệ, trân trọng biết ơn, chúng ta sẽ nói sâu sắc cái này. Nhưng mà cơ bản đây là một chìa khóa quan trọng. Ai nắm chìa khóa này thì chúng ta đi tiếp, giống như các anh chị bước vào đây, hoặc là cá nhân toàn toàn ghi nhận sự hiện diện của các anh chị và biết ơn vì sự hiện diện này và đồng hành cùng toàn trong suốt thời gian qua trong chương trình của Quýt, thì toàn chỉ cần buông chìa khóa này một cái là coi như xong. Mà cầm chìa khóa là chúng ta còn con đường của đi của triết lý giáo dục tận gốc. Tệ Nhi có nói thầy ơi mối quan hệ hai chiều, nếu một bên lỡ một bên bồi thì sao ạ? À? Không có quan tâm đến bên ngoài, thế giới này các anh chị đừng quan tâm bên ngoài chúng ta. Các anh chị chỉ quan tâm chúng ta có nhân gì và quả ra sao sẽ ra bên ngoài. Còn việc mà chúng ta đón nhận những quả bất như ý bên ngoài có nghĩa là nhân chúng ta đã có vấn đề. Đừng có quan tâm tới cái việc mà bên ngoài. Đừng quan tâm con người có yêu thương mình hay không, mà quan tâm mình có nhân yêu thương để thấy được người yêu thương mình không. Con người thiếu cái nhân yêu thương, thiếu sự trân trọng biết ơn, thiếu sự ghi nhận biết ơn nên mới thấy người ta không ghi nhận biết ơn mình. Còn nếu mà mình có cái nhân ghi nhận biết ơn thì quan sát là có liền bên ngoài. Nên người người càng mưu cầu người khác yêu thương mình thì thực chất mình đang thiếu cái nhân yêu thương. Được không? Hiểu ý này không ta? Các anh chị học lớp thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui mà, mọi chuyện chúng ta kiến tạo nên từ bên trong mà. Rồi vậy thì chuyện gì xảy ra trong cuộc đời này nếu các anh chị nắm được chìa khóa của sự an vui, nắm được chìa khóa của tánh không nội tâm? Cả nhà, các anh chị chuyện gì xảy ra khi các anh chị nắm chìa khóa này? Chìa khóa này nó đơn giản lắm, có nó trên tay thì các anh chị giống như một cái máy vi tính mà các anh chị xài nó lọn 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 lạc vậy đó, xài khó khăn, các anh chị nhấn nút reset lại thì cái nút reset á là cái nút này nè, reset là cái nút này đó, nhấn nút đó một cái nó reset lại. Cái nút này á nó có tác dụng như vậy. Nên ai nắm được cái chìa khóa của an vui, bao dung và trân trọng biết ơn thì ngày tới các anh chị sẽ học nguồn năng lượng của trí tuệ á, chúng ta sẽ hiểu điều này.
chìa khóa an vui, bao dung và trân trọng biết ơn, nắm đó, nắm chặt đó, thì nó sẽ set up lại cho chúng ta hết toàn bộ lại, nó sẽ cài đặt lại hết toàn bộ cho con người chúng ta. Được hen. Có một số người mà các chuyên gia tâm lý gọi là có chứng ái kỷ. Họ chỉ coi thường người khác, coi người khác là công cụ để đạt được lợi ích, không bao giờ nhận sai và đổ lỗi ngược. Người như vậy có cách nào để tiếp nhận tri thức COVID không ạ? Hả? Ai cũng học quyết được hết trơn á, ai cũng có tiếp nhận được tri thức này hết. Rồi nhận được cái này chưa cả nhà, gọi là hiểu được tánh không chưa? Tại vì trị gì mình chủ động có trí tuệ bậc ba là sao đây? Chủ động có trí tuệ bậc ba là sao? Vấn đề là họ không muốn học đó thầy hả? Họ không muốn học tại vì mình nói họ học nên họ không muốn học. Mình rảnh nếu mình thân với họ, mình lấy tri thức mình chia sẻ cho họ, mình đừng nói mình dạy họ thì họ sẽ nghe. Sao? Chúng ta chủ động sao? Chúng ta chủ động dùng trí tuệ bậc ba này sao đây? Đây, chúng ta có thể ứng dụng đơn giản như thế này nha cả nhà. Chúng ta ứng dụng đơn giản như thế này. Các anh chị thử ứng dụng ha. Đó là các anh chị ngồi giao lưu với một ai đó. Cái người ta kể cái này, kể cái kia, nói này, nói kia. Các anh chị biết mình đang nghe điều đó thôi. Là các anh chị đang chủ động đón nhận thông điệp bằng cái sự chân thật nơi chính mình. Sau đó kết thúc cái cuộc nói chuyện đó, kết thúc cái đợt họ chia sẻ, thì các anh chị hỏi họ một câu giúp Toàn. Hỏi họ một câu giúp Toàn. Đó là hỏi họ muốn gì. Hỏi họ coi họ muốn gì. Đúng rồi. Nói cái gì thì nói. Họ kể gì kể, mình biết là đang nghe điều đó thôi. Đừng có vội nói gì chân. Họ nói xong hết, các anh chị hỏi họ muốn gì. Thì lúc thời điểm đó họ nói xong, các anh chị sẽ tự nhiên biết nên nói và điều gì phù hợp với hoàn cảnh đó hết. Đó là ứng dụng cái trí tuệ bậc 3, và nhiều khi nó khai thác lên tới bậc 4. Đó là tự nhiên biết nên nói và nên làm điều gì phù hợp với hoàn cảnh hết. Ứng dụng trong giao tiếp á, nó được gọi là giao tiếp thông thái. Nếu mà ai làm được điều này thì được gọi là giao tiếp thông thái. Tại vì sự thông thái của một con người nó được định nghĩa là người đó có năng lực xử lý mọi vấn đề của thực tại. Vậy thì khi người ta lại kể cái này, cái nọ, cái kia, mình chỉ cần suy nghĩ thôi là nó đã xong rồi. Mình biết mình đang nghe điều đó thôi, thì ngay giây phút á, mình sống được với thực tại đó, mình mới xử lý được vấn đề của thực tại. Tại vì khi biết mình đang nghe điều đó là mình đang sống với thực tại, mình chỉ cần khởi cái gì đó tưởng này kia quá thì sao? Thì nó xa rời thực tại, thì không có khả năng sống được với thực tại, thì không có khả năng xử lý cái vấn đề của thực tại. Hiểu được ý Toàn vừa chia sẻ không? Cái người có tài giỏi cỡ nào trong nhân loại này, khi thực tại của họ không hiện hữu
thì họ cũng không có khả năng xử lý vấn đề thực tại đó. Được không? Các anh chị nắm ý này không? Và những gì các anh chị học ở đặc biệt ba hệ quy chiếu, đặc biệt các anh chị thấu suốt ba hệ quy chiếu, thì khi các anh chị hỏi họ muốn gì thì họ nói họ muốn có hôn nhân hạnh phúc gì đó, cái mình làm rõ hình họ, rõ khái niệm, nâng nhận thức nội tâm của họ lên, tới khi họ nhận thức không còn vấn đề nữa, họ tự nhiên biết nên làm điều gì phù hợp. Được không? Nắm ý này không? Các anh chị cứ hỏi họ họ muốn gì là xong. Nhưng trước khi hỏi họ muốn gì thì các anh chị phải biết mình đang nghe điều đó cái đã. Được khen. Nó được gọi là giao tiếp thông thái. Nắm bắt được ý này không? Chúng ta dùng chủ động dùng. Còn nếu nè, chúng ta là người thuyết trình, người giảng dạy, vậy thì khi các anh chị đang nói, biết mình đang nói, ngừng nói thì biết mình đang thấy, người ta nghe biết mình đang nghe. Rồi, nhiều đó thôi là được, là chủ động trong cái thuyết trình, nói chuyện, giao lưu. Ví dụ như mình nói, mình biết mình đang nói, ngừng nói thì toàn biết mình đang thấy, và ai đó nói thì toàn biết mình đang nghe, là chúng ta đạt được cái trạng thái cân bằng của nội tâm khi giao tiếp, khi nói chuyện, thì lúc đó chúng ta sẽ tự nó sẽ tự nhiên biết nên nói, nên làm điều gì phù hợp với mọi hoàn cảnh phù hợp. Các anh chị đừng hỏi làm sao, chỉ có nhận thức là biết mình đang nói, là biết mình đang nói thôi, chứ làm sao. Được không? Nắm ý này hen. Rồi, các anh chị nắm chưa? Nắm xong này là coi như kết thúc học phần này. Không quan tâm đến biểu cảm của người luôn, nghe luôn hả? Không đầy hả? Đâu có hết, làm gì trời. Trời. Mình biết mình đang nghe nói mà làm gì không quan tâm đến biểu cảm. Lúc đó cái sức phán đoán của mình mạnh lắm. Các anh chị cứ hình dung trạng thái này á, các anh chị cứ hình dung gì nè. Các anh chị đứng giữa một cái hồ. Các anh chị hình dung ha. Các anh chị đứng giữa cái hồ. Các anh chị ở đây. Các anh chị đứng giữa cái hồ ha. Các anh chị hình dung các anh chị đứng giữa cái hồ. Bán kính giữa cái hồ này nè. Các anh dùng bán kính của cái hồ này ha. Các anh chị hình dung cái hồ nè. Bán kính của cái hồ này nè là 1 km. Các anh chị đứng giữa cái hồ này. Bán kính của cái hồ này là 1 km. Hàng. Đây, ví dụ như vậy. Chúng ta đứng giữa hồ mà mặt hồ thì phẳng lặng. Mặt hồ phẳng lặng. Được không? Mặt hồ phẳng lặng. Mặt hồ phẳng lặng nghe. Mặt hồ phẳng lặng. Theo các anh chị, một cái cục đá lọt vào mặt hồ, nước nó gợn lăn tăn, các anh chị cảm thụ được không? Theo các anh chị,
các anh chị được. Vậy thì khi các anh chị biết mình đang nghe, biết mình đang thấy và biết mình đang nói, theo các anh chị trạng thái nội tâm của chúng ta có thể tương ứng với mặt hồ phẳng lặng được không? Theo các anh chị tương ứng được không? Được hết chứ, tương ứng với mặt hồ phẳng lặng. Nên là gì? Mọi diễn biến diễn ra trên mặt hồ chúng ta đều cảm thụ được, thì mọi diễn biến diễn ra trong nội tâm của con người các anh chị cảm thụ được. Nên lúc đó các anh chị sẽ tự nhiên biết các anh chị nói cái gì sẽ phù hợp với hoàn cảnh đó được. Nắm được tới đây, ai đã từng trải nghiệm điều này? Có những giây phút tự nhiên cái người nghe người ta nói chuyện mình rất là bình an, rất là an vui, rất là cân bằng. Cái tự nhiên mình nói một lời nói, có lời khuyên nào đó mà người ta đánh giá rất là thông thái không? Cả nhà đã từng có một lần nào trong cuộc đời cho một lời khuyên hay gì đó dựa trên cái sự cân bằng của nội tâm mà cho không có dính mắc gì trơn? Thì các anh chị hiểu được cái này. Vậy thì nếu chủ động đưa vào được về trạng thái này thì toàn chúc mừng các anh chị. Thì các anh chị nhớ cái này thôi, lợi ích của việc đó đó. Rồi anh chị ghi tiếp: nhận thức bậc tư và trí tuệ bậc tư. Trạng thái nhận thức nội tâm bậc 4 trạng thái nhận thức nội tâm bậc 4 là trạng thái tự nhiên biết của nội tâm. Trạng thái nhận thức nội tâm là trạng thái bậc 4 là trạng thái tự nhiên biết của nội tâm. Đây, người có trí tuệ tầng bậc 4, anh chị ghi giúp toàn: người có trí tuệ tầng bậc 4, người có trí tuệ tầng bậc 4 người có trí tuệ tầng bậc 4 là người có trạng thái nhận thức nội tâm tự nhiên biết nên nói, tự nhiên biết nên làm điều gì phù hợp với hoàn cảnh thực tại. Người có trí tuệ tầng bậc 4 là người có trạng thái nhận thức nội tâm tự nhiên biết nên nói, tự nhiên biết nên làm điều gì phù hợp với hoàn cảnh thực tại. Chấm. Toàn xin phép đọc lại: người có trí tuệ tầng bậc 4 là người có trạng thái nhận thức nội tâm tự nhiên biết nên nói, tự nhiên biết nên làm điều gì phù hợp với hoàn cảnh thực tại, là người có thể kết nối được, là người có thể kết nối được với những kiến thức, là người có thể kết nối được với những kiến thức, những hiểu biết vượt ngoài những gì bản thân nghe thấy nói biết trong quá khứ,
là người có thể kết nối được với những kiến thức, những hiểu biết vượt ngoài những gì bản thân nghe thấy nói biết trong quá khứ. Là người có thể kết nối được với những kiến thức, những hiểu biết vượt ngoài những gì bản thân nghe thấy nói biết trong quá khứ. Là người có thể kết nối được với những kiến thức, những hiểu biết vượt ngoài những gì bản thân nghe thấy nói biết trong quá khứ. Là người có tần sóng điện từ có thể tiếp cận với nền văn minh không gian. Là người có tần sóng điện từ có thể tiếp cận với nền văn minh không gian. Là người có tần sóng điện từ có thể tiếp cận với nền văn minh không gian. Rồi. Ở đây có một cái khái niệm nó tên gọi là bản thân nghe nói, bản thân vượt ngoài những gì bản thân nghe thấy nói biết trong quá khứ. Trí tuệ của con người, các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta có hai loại. Đó là hữu sư trí. Là trí tuệ có người dạy, có thầy dạy và vô sư trí. Thì đối với tầng bậc nhận thức bậc tư này, nó sẽ giúp cho chúng ta khai mở được trí tuệ vô sư trí. Vô sư trí của con người chia ra hai dạng. Một là vô sư trí đến từ tổng nghiệp thức trong quá khứ. Đến từ tổng nghiệp thức trong quá khứ của chúng ta. Mà các anh chị có được đời trước. Vô sư tứ thứ hai, vô sư trí thứ hai là đến từ văn minh không gian. Giống như trên thế giới có nhiều người lắm, nhưng đề cử đơn giản là đề cử một người mà tiếp cận với văn minh không gian là ông Tesla. Tesla là người tiếp cận với văn minh không gian. Thì ông kết nối được với văn minh không gian nên ông cho ra những cái bài viết, bài báo cáo, bài nói chuyện rồi đó. Thì một lần nào đó trong cuộc đời ông đau đầu, cái sau đó ông lạc vô đó. Đâu phải Elon Musk một phần thôi, ông Tesla mới gõ nha. Tesla thì nhà khoa học Tesla là một trong những nhà khoa học vĩ đại. Thì ông ban đầu nhức đầu, ông lạc vô là ông có tần số điện từ, sau đó ông tương đồng, ông tải về. Sau đó thì từ 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 cái ống ra vô bình thường được trong cái từ tương đồng với tần số đó ông tải về dữ liệu. Có những con người đặc biệt bên ngành kiến trúc, những con người bên lĩnh vực công nghệ hiện tại, họ đang ngồi 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 như vậy, họ đang ngồi 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 như vậy thì bắt đầu họ tự nhiên trong đầu của họ có một cái công thức hay có cái gì đó xuất hiện, thì ngay giây phút đó được gọi là tiếp cận với văn minh không gian, được không? Còn bình thường trí tuệ vô sư trí thì sẽ khui lại tổng nghiệp, và cái nhân sinh á, kiến thức nhân sinh á, kiến thức nhân sinh quan á, tri thức nhân sinh quan thì đa phần nó sẽ đến từ cái việc tổng nghiệp. Kiến thức của thế giới quan, thế giới quan, vũ trụ quan thì nó sẽ đến từ cái văn minh không gian, đặc biệt là thế giới quan. Anh chị hiểu ý này không ta? Những phát minh sáng chế
là người ta tiếp cận được với văn minh của không gian. Còn những cái gì mà liên quan đến con người thì phải khui từ tổng nghiệp của con người. Thì chúng ta đang mượn cộng đồng là các anh chị á, các mentor, các master toàn đang tạo một cái bối cảnh, đưa về một cái trạng thái để chúng ta kích hoạt được tổng nghiệp thức của nhân sinh, để từ 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 chúng ta khui tổng nghiệp này ra, chúng ta mới có được cái nền tảng kiến thức của nhân sinh. Còn nếu mà người nào đầu óc của họ tần số rung động năng lượng hơi cao chút thì họ sẽ tiếp cận văn minh không gian, thì họ sẽ tạo ra những phát minh, những cái gì đó. Còn ở đây chúng ta sẽ khai thác vô sư trí từ cái tổng nghiệp thức của quá khứ, mà bởi vì con người sống với con người hàng hà sa số đời thì về nhân sinh họ sẽ khu trú trong đó, hiểu không ạ? À? Các anh chị nắm ý toàn nói không? Nên ai xa rời con người thì hầu như họ không nắm mắt nhân sinh. Thông qua con người, tiếp cận với con người, chúng ta mới kích hoạt được nghiệp thức nhân sinh. Nên có rất nhiều người tiếp cận văn minh không gian thì họ đi theo hướng thế giới quan, vũ trụ quan. Còn có một số người thì chúng ta chỉ cần khai thác được vô sư trí của tổng nghiệp thức trong quá khứ thôi là đã rất là ngon. Và chúng ta đang tạo ra bộ khái niệm, phát triển các khái niệm nguồn có lợi về nhân sinh là quyết đang làm á. Thì sau này chúng ta hoàn thiện bộ này thì chúng ta chính thức sẽ lan tỏa triết lý giáo dục tận gốc toàn cầu dựa vào kiến thức của nhân sinh, được không các anh chị? Anh chị nắm ý toàn vừa chia sẻ không? Hèn vậy hèn. Nên các anh chị vào đây học, càng vào môi trường này toàn càng tiếp cận với các anh chị được thì chúng ta càng khui được tổng nghiệp thức trong quá khứ ra, thì nhiều khái niệm, nhiều định nghĩa về nhân sinh nó sẽ được càng rõ dần 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 dần. Thì toàn nghĩ không đầy 2 năm nữa là kiến thức về nhân sinh chúng ta sẽ rất sâu rộng về nhân sinh, thì hoàn toàn chúng ta có thể nói được một câu: việc thấu suốt nhân sinh không là vấn đề của chúng ta nữa. Nhưng giai đoạn này, lượng cá thể con người đến và trạng thái nội tâm của con người chưa đưa về trạng thái an vui nhiều và chưa khởi một cái mong muốn thấu suốt nhân sinh, nên là chúng ta chưa kích hoạt toàn bộ được tổng nghiệp nhân sinh. Chứ lượng người, con người có khoảng 1 vạn người mentor, những con người chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm đưa về được cái trạng thái an vui, kích hoạt được cái trí tuệ vô sư trí này, thì từ đó trở đi lúc thời điểm đó các anh chị sẽ kích hoạt được cái tổng nghiệp về nhân sinh từ con người. Và ai ở đây học từ ngay từ đầu, học môi trường này tới thời điểm này, có phải chúng ta càng ngày càng nhiều khái niệm rõ hơn về nhân sinh không cả nhà? Các anh chị có quan sát không? Các anh chị có quan sát không? Toàn mượn tổng nghiệp của cộng đồng, nó được gọi là phương pháp tụ chúng. Tại vì mỗi một con người sẽ có một cái tổng nghiệp nhân sinh rất là tuyệt quý. Nếu chúng ta đưa về trạng thái của sự an vui, bao dung và trân trọng biết ơn, gọi nó được ra, thì các anh chị sẽ thấy từ 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 cái tổng nghiệp nhân sinh của chúng ta, thức á, tổng nghiệp thức nhân sinh được gọi ra và khái niệm hóa nó đi, thông tin hóa, năng lượng hóa, vật chất hóa nó ra hết, thì các anh chị sẽ thấy trong tương lai kho dữ liệu khổng lồ cho thế hệ sau về nhân sinh, và con cái chúng ta sống nó không có cần phải đau khổ về nhân sinh nữa. Và từ từ các anh chị sẽ thấy các con nó sẽ được thừa hưởng tinh túy của nhân sinh, hiểu ý không? Các anh chị nắm ý này không? Nên cái tuyệt quý của quyết môi trường chỉ có con người thôi. Nên toàn luôn luôn nói nè, luôn luôn nói mà các anh chị nếu để ý, các anh chị sẽ thấy quyết là một thực thể sống. Nó sự sinh mạng của quyết là sự chuyển hóa của con người, thức ăn của quyết á là nguồn năng lượng, sự an vui, bao dung và trân trọng biết ơn. Sinh mệnh của quyết là sự chuyển hóa của con người, thức ăn của quyết là nguồn năng lượng của sự an vui, bao dung và trân trọng biết ơn.
Nếu toàn còn giữ được nguồn năng lượng đó, sự an vui, sự bao dung và trân trọng biết ơn, thầy cô xung quanh đều giữ được, các mentor đều giữ được, và các học viên á đều giữ được, thì sẽ càng ngày đưa triết lý giáo dục tận gốc này ra toàn cầu, được không ạ? Và khi chúng ta có nguồn năng lượng của sự an vui, bao dung và trân trọng biết ơn là năng lượng của trí tuệ, ngày mai chúng ta học thì các anh chị sẽ thấy năng lượng của trí tuệ mà được khởi thì tổng nghiệp này nè nó được khui ra, tổng nghiệp thức của nhân sinh được khui ra, thì dần 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 nhiều khái niệm càng rõ ràng hơn nữa, những gì mơ hồ trong người khác nó rõ hình luôn trong nhận thức của các anh chị, tất cả những gì được gọi là vô hình hiện tại, vì nội tâm con người, vì nhân sinh, thì từ từ nó sẽ rõ hình, rõ 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 ra hết toàn bộ, được không? Các anh chị nắm được cái ý này không? Nên chúng ta chỉ kỳ vọng tiếp cận tầng bậc tư cái này thôi, còn văn minh của không gian để cho các nhà khoa học họ làm. Được ha. Còn mình làm cái này, mình làm cái kích hoạt cái này. Ừ. Các anh chị ghi giúp Toàn. Trạng thái nhận thức nội tâm bậc 5. Trạng thái nhận thức nội tâm bậc 5. Là trạng thái nhận thức, là trạng thái trùm khắp của nội tâm, là trạng thái trùm khắp của nội tâm. Là trạng thái trùm khắp của nội tâm. Người có trí tuệ tầng bậc 5. Anh chị ghi giúp Toàn. Người có trí tuệ tầng bậc 5. Người có trí tuệ tầng bậc 5. Người có trí tuệ tầng bậc 5. Là người có trạng thái nhận thức nội tâm không bị rào cản bởi không gian và thời gian. Là người có trạng thái nhận thức nội tâm không bị rào cản bởi không gian và thời gian. Là người có trạng thái nhận thức nội tâm không bị rào cản bởi không gian và thời gian. Chấm. Là người có trạng thái trùm khắp của nội tâm. Là người có trạng thái trùm khắp của nội tâm. Là người có trạng thái trùm khắp của nội tâm. Là người có trạng thái trùm khắp của nội tâm. Chấm. Là người đã mở được toàn diện ngũ nhãn. Là người đã mở được toàn diện ngũ nhãn. Là người đã mở được toàn diện ngũ nhãn. Là người đã mở được toàn diện ngũ nhãn. Là người đã mở được toàn diện ngũ nhãn. Nhục nhãn. Nhục nhãn.
Huệ nhãn. Huệ nhãn. Thiên nhãn. Pháp nhãn. Và Phật nhãn. Là người đã mở được toàn diện ngũ nhãn, nhục nhãn, huệ nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. Mở ngoặc ra, tự tìm hiểu hết. Không khuyến khích các anh chị có trạng thái, không khuyến khích các anh chị có trạng thái nội tâm này. Nhưng nếu ai có rồi thì cũng không mở hết được ngũ nhãn đâu, nên đóng lại đi. Để anh chị thấy những điều không thấy được á, không thấy á, tại vì nó không bị rào cản bởi không gian và thời gian. Có nhiều người đang ngồi gì nè, một chiều không gian khác mở ra, và có những cái vô hình trong mắt người khác nhưng hữu hình trong mắt của những người đó, thì từ 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 trạng thái của họ bị có vấn đề. Nên khuyên, lời khuyên đó là nên đóng lại mấy này. Ví dụ như những cái huệ nhãn thiên rồi nè, thấy được quá khứ vị lai rồi đó. Pháp nhãn thì thấy được sinh diệt của từng loài, thì những cái đó nó cũng không tốt, nên nếu được thì đóng lại. Nên được thì thôi ngừng lại. Mưu cầu trạng thái nhận thức nội tâm bậc 3 là đẹp, còn bậc 4 đó đừng có ham có. Tại vì bậc 3 mở, bậc 4 nó tự mở sao, còn ham bậc 4 sao có. Khi trạng thái nội tâm cân bằng nhất, tần số rung động năng lượng siêu cao, rơi vào một cái trạng thái nào đó thì mới có cơ may chúng ta tải được cái gì đó cần thiết. Còn nếu không thôi sao có được. Nên không có mưu cầu bậc 4 và bậc 5. Được không? Hết. Bữa nay tìm hiểu nhiều đề tài. Biết ơn cả nhà. Nay học thích hả cả nhà? Biết ơn thầy. Nay học thích dữ không? Dạ bài hôm nay thầy tinh thần học khi học về thời gian á cả nhà, các anh chị cảm thụ được cảm giác thời gian và giá trị thời gian chưa trong những ngày qua? Dạ rồi ạ. Có cảm giác các anh chị vừa ngồi vô, nhanh quá thầy ơi. trong một tích tắc nghe xong là tự nhiên cái hết giờ liền không? Dạ có là quá nhanh luôn á thầy. Dạ có thầy. Rồi giá trị thì sao? Có nhận phải được có rồi, nhiều anh chị mấy ngày qua nè, bữa nay là bữa 11 hay 12 tuần quên này cả nhà. dạ mười mười hai mười hai bữa 12. Nhưng mà các anh chị có cảm thụ được dạ. đó là những gì đã học tập tới thời điểm này, hình như đó nó cũng mấy chục năm rồi không? Phải thầy, Có ai cảm thấy những gì hiểu ai biết của mình trong quá khứ cái nó tuôn ra không? Cái tuôn ra và tự nhiên thấy mình đâu hồi đó giờ mình sao, nó gà sót lại toàn bộ hiểu biết của mình trong nhiều năm á, có quan sát không? cảm thấy như bị đánh động vào nội tâm thầy. Bị tác động nội tâm bạn. Nếu mà có một số người dùng cái từ cũng hay lắm, đó là cuộc đại phẫu thuật về nội tâm. Đại phẫu thuật có nghĩa là mổ ra hết.
Biết ơn cả nhà. Bữa nay ai mà nhận được tánh không, hiểu được tánh không của nội tâm, có căn duyên nhận được sự chân thật thì chúc mừng các anh chị hen. Còn Dạ các anh biết chị hãy nhớ gì ơn. nè, sự chân thật trong cuộc đời của mình đã từng có trạng thái đó nhưng mình không biết nó. Ngày hôm nay mình gọi tên và làm rõ nó, chúng ta chủ động đưa về trạng thái nó coi làm sao. Đừng có ham, đừng có ham có tánh không. Chỉ có ở thông gốc thông tin là chúng ta nhận về sự chân thật thôi, biết mình đang nghe, biết mình đang thấy thôi. Đừng có ham có tánh không, bởi vì cái khoảng không nó dài quá, nó cũng không có tốt đẹp gì đâu. Tại vì để mình muốn qua bờ bên kia là bờ an vui là chính, nhưng mình lại hưởng thụ giữa dọc đường của dòng sông cái khoái, thấy nước chảy khoái. Đừng có ham tánh không, mà sự chân thật rồi đến bờ an vui, đừng có ham tánh không, được không? Chúng ta không ham tánh không, được hen cả nhà. Các anh chị mà không ham tánh không thì đầu óc mình không có bị đơ gì hết trơn, mà nó trí tuệ nó khai mở tốt lắm, được hen. Dạ, biết ơn thầy. Biết Biết ơn ơn thầy. thầy. Rồi, bye bye Biết cả ơn thầy nhà. ạ. À. Các anh chị chúc Biết mừng ơn thầy. các anh chị Thầy, rất đã cảm ơn thầy. Biết ơn các anh chị thầy đã ạ. bước À. vào sân của nội tâm rồi đó. Biết ơn Con chào thầy. Các anh chị bước vào sân của nội tâm rồi đó. Những ngày này các anh chị quan sát ở sân chơi chơi giải trí ha. Con Chúc mừng các anh chị, bởi vì các anh chị đã qua cổng rồi. Các anh chị đã qua một cái chìa khóa để qua cổng của nội tâm rồi. Biết ơn thầy. Thầy. Con Mấy ngày đầu chào tiên là chúng ta ở ngoài ngõ, thầy. Con chào sau đó đi từ từ vô thầy. sân, quê nhà, bây giờ vô sân này hen. Bye bye cả nhà.